MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 89. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, nếu như là trước kia, hắn thật vẫn không biết, nhưng coi như đã biết, Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, đạo, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Ngươi, thanh niên áo bào đen bị Tiêu Phàm câu nói này sặc đến không nhẹ, khóe mắt, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Đầu gối của ngươi rất cứng. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn hai cái thuộc hạ vội vàng lui sang một bên, khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong lòng châm chọc nói, dám đắc tội thần tử, nhìn ngươi như thế nào chết. Không có ngươi mềm, Tiêu Phàm không hề bận tâm, chỉ cần là chiến thần cảnh phía dưới, hắn liền có vô địch tự tin. Nếu như ngươi nguyện ý làm người theo đuổi của ta, ta ngược lại thật ra không ngại. Nhưng Chiến Hoàng tự nhiên cho hắn tùy tùng. Cái kia hai cái thanh niên nghe nói như thế, đã dọa sợ mất, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường trương cuồng, dám cùng bọn hắn thần tử nói như vậy. Bọn hắn thực sự không thể tin được, cùng tuổi một đời bên trong, còn có ai phối nhường Chiến Hoàng Thiên làm tùy tùng. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là thần cũng không được, bởi vì Chiến Hoàng Thiên sớm muộn sẽ bước ra một bước này. Ta không thích ngươi trương cuồng. Chiến Hoàng Thiên Diêu lắc đầu, liền tựa như một cái trưởng bối đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Vừa mới hắn là thật sự muốn nhận Tiêu Phàm vì tùy tùng, nhưng là bây giờ, hắn đã manh động một tia sát ý. Bất quá, hắn vẫn không có xuất thủ dục vọng, hắn thấy, cùng tuổi một đời bên trong, cơ hồ không có người phối hắn ra tay. Thập đại yêu nghiệt những người khác không được, Tiêu Phàm càng thêm không được. Ta cũng không thích ngươi trương cuồng. Tiêu Phàm đồng dạng lắc đầu, ngươi Chiến Hoàng Thiên ra tay chính là muốn giết người, há miệng chính là muốn thu người khác làm tùy tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lão Thiên gia sao, liền xem như Lão Thiên gia lại như thế nào, tiểu gia cũng đồng dạng có thể đem ngươi chọc cái lỗ thủng. Chiến Hoàng Thiên thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, khoát tay một cái nói, giết a. Giết a, Chiến Hoàng Thiên na ngữ khí liền tựa như tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mặc dù hắn bây giờ đã rất ít ra tay giết người. Nhưng chết ở trong tay hắn nhân cũng không ít. Đối với Chiến Hoàng ngày qua mà nói, giết mấy người liền cùng uống miếng nước đồng dạng đơn giản. Tiêu Phàm trên người sát ý như ẩn như hiện, hắn Tiêu Phàm tự nhận là cách đối nhân xử thế cũng coi như trương cuồng, nhưng mà so với Chiến Hoàng ngày qua mà nói, hắn phát hiện mình thật sự không tính là gì. Ít nhất, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tùy ý giết một người không quen biết, hơn nữa cái này kẻ không quen biết căn bản không có tổn hại lợi ích của hắn. Nhưng mà Chiến Hoàng Thiên lại khác, cũng bởi vì Tiêu Phàm ngăn tại Trọng Mệnh Thiên Vĩ trước mặt, hắn liền muốn giết Tiêu Phàm. Cũng bởi vì Tiêu Phàm không muốn trở thành tùy tùng của hắn, hắn cũng muốn giết Tiêu Phàm. Luận sát tính, tại Chiến Hoàng Thiên trước mặt, Tiêu Phàm đều có chút mặc cảm. Tiểu tử, nếu như kiếp sau còn có thể làm người, nhớ kỹ có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thanh niên áo bào đen kia trước tiên đi tới, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra khát máu lạnh ý. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì không bạo phát, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như tại hướng Tiêu Phàm thỉnh cầu ra tay. Sư tử này thịt hẳn là so bạch tuộc tốt ăn, thần tử, đêm nay chúng ta có thể bữa ăn ngon. Một cái khác áo bào xám thanh niên đột nhiên cũng bay tới, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kim, tựa như thấy được tươi đẹp nướng thịt. Giống, lúc này, Tiểu Kim cũng nhìn không được nữa, hóa thành một vệt sáng nhào về phía cái kia áo bào xám thanh niên. Một cái to lớn hồn lực chi chảo từ hư không hạ xuống. Áo bào xám thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy một đạo khí tức mang tính chất hủy diệt từ cửu thiên hạ xuống, ở nơi này một chảo phía dưới, hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi. Cửu giai đỉnh phong, ngược lại là một đầu tốt tọa kỵ. Nơi xa, Chiến Hoàng Thiên Nhãn bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, hắn lại không phát hiện áo bào xám thanh niên thời khắc này tình trạng. Chiến Hoàng Thiên không cảm giác được Tiểu Kim cái kia một chảo kinh khủng. Nhưng áo bào xám thanh niên nhưng là suýt chút nữa hỏng mất đồng dạng, hắn nghe răng trợn mắt, phấn đem hết toàn lực, một quyền hướng về không trung giận oanh mà đi. Long tượng chi lực, phá. Cái kia to lớn quyền cương, liền tựa như một đầu man long sơ đồ cấu tạo máu, bộc phát ra không thể địch nổi uy thế, đón lấy Tiểu Kim móng vuốt. Tiểu Kim trong mắt đều là vẻ khinh miệt, tựa như cực kỳ khinh thường áo bào xám thanh niên ở trước mặt hắn sử dụng long sức mạnh. Cũng khó trách Tiểu Kim như thế khinh bỉ, nó sử dụng thế nhưng là thần long chi lực a. Oanh!
Tiểu Kim hồn lực chi chảo rơi xuống, quyền kia cương thế mà nổ tung, móng vuốt tiếp tục rơi xuống, hung mãnh hướng về người áo bào cho rơi đập mà đi. Thần tử, cứu ta! Người áo bào cho ra sức gào thét, hắn phát hiện, lực lượng của mình tại Tiểu Kim trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Liền tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi, cùng một người trưởng thành liều mạng nắm đấm đồng dạng, đây hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt bỗng tăng tốc, hung hăng đập vào áo bào xám thanh niên trên thân, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong, áo bào xám thanh niên liền hô một tiếng tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, sẽ chết không thể chết lại. Chết! Ngay tại Tiểu Kim một móng vuốt chụp chết áo bào xám thanh niên một sát na kia, chiến hoàng trời cũng cuối cùng động thủ, Tiểu Kim thực lực vậy mà vượt quá dự liệu của hắn, hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn tay của mình phía dưới chết ở chỗ này đâu. Nếu như thủ hạ của hắn tại hắn chiến hoàng thiên nhãn ra phía dưới chết, đó nhất định chính là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, coi như hắn một kiếm chém về phía Tiểu Kim lúc, hắn cùng Tiểu Kim ở giữa chẳng biết lúc nào lại nhiều một thân ảnh, chính là Tiêu Phàm, trong tay hắn đồ thần đao lại lần nữa chém ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Tiểu Kim thật không ngờ cường đại, liên chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát, cũng không uổng nó lấy được huyết thần long truyền thừa. Lục thần ba thức. Lần này, Tiêu Phàm thi triển ra lục thần bảy thức bên trong thức thứ ba, bây giờ Tiêu Phàm linh hồn đã có thể bốn phần, lĩnh ngộ cái này chiến ký cũng không phải chuyện quá khó khăn. Duy nhất có điểm khó chịu chỗ, chính là lĩnh ngộ lục thần bảy thức phía trước ba thức cũng chỉ là tàn phế thức mà thôi, chỉ có thể phát huy ra chín phẩm chiến kỹ năng uy lực. Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau, cuồng bạo sóng gió tứ ngược vùng hư không này, Tiểu Kim cùng còn dư lại người hắc bào thanh niên kia đều bị cái này một cỗ lực lượng bá đạo cho hất bay ra ngoài. Lần này, Tiêu Phàm vẹn vẹn lui về phía sau một bước, mà đối diện chiến hoàng thiên vậy mà cũng lui về phía sau một bước, hai người lực lượng tương đương. Nhưng mà, tại chiến hoàng thiên xem ra, ở nơi này nhất định chính là hắn sỉ nhục, so sánh Tiểu Kim giết hắn một cái thuộc hạ, hắn ngược lại không có tức giận như vậy. Ngươi rất tốt, lại có thể đẩy lui ta. Chiến hoàng trời lạnh tiếng nói, hắn cũng không phải đang khen ngợi Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là sắc ý, ngươi tên gì, ngươi cũng xứng chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân, Tiêu Phàm cười lạnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận chiến hoàng thiên rất mạnh, là hắn thấy qua cùng tuổi một đời bên trong mạnh nhất đối thủ. Nhưng mà, hắn Tiêu Phàm lại làm sao là kẻ yếu đâu. Ai lại dám tùy tiện một câu nói định hắn Tu La Điện chủ sinh tử. Đừng nói hắn chiến thần điện thần tử không được, chính là chiến thần điện điện chủ cũng không được. Hắn Tiêu Phàm mệnh, cho tới bây giờ đều chỉ giữ tại trong tay mình. Hừ, qua phía dưới giết ngươi. Chiến hoàng trời lạnh hừ một tiếng, đột nhiên con ngươi băng lãnh chuyển hướng cách đó không xa Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Trọc Mệnh Thiên Vĩ đang từ từ hướng về nơi xa nhúc nhích, rõ ràng nghĩ thừa cơ hội này chạy trốn. Chết! Chiến hoàng trời cũng không có đối với Tiêu Phàm động thủ, mà là đột nhiên thẳng hướng Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn thấy, dưới tay hắn cái chết, chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ tạo thành, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, chờ giết Trọc Mệnh Thiên Vĩ, qua phía dưới lại giết Tiêu Phàm cũng không muộn, đây chính là hắn chiến hoàng ngày tự tin. Nhìn thấy chiến hoàng thiên lần nữa thẳng hướng chính mình, Trọc Mệnh Thiên Vĩ muốn khóc tâm có, nó vừa mới cố ý gắp lửa bỏ tay người, chính là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Nó thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực, nếu như Tiêu Phàm cùng chiến hoàng thiên đối mặt, nó thì có rất lớn cơ hội còn sống rời đi. Có thể nó nơi nào sẽ nghĩ đến, chiến hoàng thiên vậy mà thứ nhất muốn giết nó. Hô hô, Trọc Mệnh Thiên Vĩ mấy cái xúc tu không chút do dự gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thủng thiên vũ, cùng chiến hoàng ngày kiếm khí đụng vào nhau. Thật là giảo hoạt gia hỏa. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có tính toán ra tay, nếu như không phải Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không gặp gỡ chiến hoàng thiên cường đại như vậy địch nhân. Cũng không phải Tiêu Phàm sợ chiến hoàng thiên, mà là hắn 10 phần không vui bị người lợi dụng, càng khó chịu bị một đầu xúc sinh lợi dụng. Đương nhiên, nếu như cùng chiến hoàng thiên toàn lực một trận chiến, Tiêu Phàm tâm bên trong vẫn là cực kỳ không có yên lòng, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, tại cấp độ yêu nghiệt thiên tài trước mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm hồn lực lần nữa bắt giữ xa xa chiến đấu, Trọc Mệnh Thiên Vĩ ra sức ngăn cản chiến hoàng ngày kiếm khí, nó lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Tiêu Phàm tâm bên trong nghi hoặc không thôi, Trọc Mệnh Thiên Vĩ không phải chiến thần cảnh sao, coi như ở nơi này lâu lan cổ địa tạm thời bị áp chế, nhưng là không đến mức như thế không chịu nổi a. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện, Trọc Mệnh Thiên Vĩ tựa như bản thân bị trọng thương đồng dạng,
loại thương thế này tuyệt đối không phải lần trước hắn cùng U Linh chiến hồn biến thành. Các loại, có phải hay không vừa mới cái kia tam thải tinh thể nguyên nhân đâu? Tiêu Phàm tâm bên trong hơi trầm xuống, hắn cảm giác cái này chiến hoàng thiên 10 phần đặc biệt, đến nỗi nơi nào đặc biệt, hắn lại nói không lên đây. Giống trọng mệnh thiên vĩ phát ra buồn bã tiếng kêu, nó một đầu xúc tu xé mở hư không, thân thể cao lớn muốn trốn vào hư không mà chạy. Thời khắc này trọng mệnh thiên vĩ cũng biệt khuất tới cực điểm, vô số năm tháng đến nay, nó còn là lần đầu tiên bị một cái chiến thánh cảnh nhân loại tu sĩ như thế áp chế. Đừng nói thời kỳ đỉnh phong, cho dù là bây giờ nó cái này thụ thương trạng thái, cho dù gặp gỡ bình thường chiến thần cảnh tu sĩ, nó cũng sẽ không e ngại. Nhưng mà, tại chiến hoàng thiên trước mặt, nó đường đường thần thú không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lặng lặng nhìn, cách đó không xa thanh niên áo bào đen thỉnh thoảng quăng tới phòng bị ánh mắt, tựa như chỉ sợ Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đánh lén đồng dạng. Hắn không biết là, nếu như Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hợp lực giết hắn, coi như chiến hoàng trời cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Nổ tung âm thanh thật lâu không dứt, nơi xa lại hấp dẫn tới không thiếu tu sĩ, mặc dù trước đây người bị Tiêu Phàm đuổi đi, nhưng một chút không biết nơi đây tình huống người, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ tới gần. Khi bọn hắn nhìn thấy chiến hoàng thiên chính cùng trọng mệnh thiên vĩ lúc chiến đấu, bọn hắn vội vàng tiềm phục tại âm thầm, căn bản không dám tiến lên một bước. Chiến hoàng ngày hung danh, tại chiến thần điện cùng các đại trong cổ tộc thế nhưng là như sấm bên tai, dù là thế hệ trước tu sĩ cũng không dám đắc tội. Không hổ là chiến hoàng thiên, thậm chí ngay cả cái kia hung thú đều bị hắn áp chế. Khu cổ địa này bốn đầu hung thú, đoán chừng cũng chỉ có thần tử có thể chém giết, phải biết, liền Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô cùng nhau đình bọn hắn ngay cả tay chiến một đầu hung thú đều người bị thương nặng. Không tệ, việc này ta nghe nói qua, thần tử không hổ là thập đại yêu nghiệt đứng đầu, tự mình đối mặt một đầu hung thú đều thành thạo điêu luyện. À, đây không phải là kiếm mù loạt sao, hắn làm sao còn ở chỗ này? Những cái kia núp trong bóng tối người giữa lẫn nhau cũng tại nghị luận, bọn hắn tất cả đều bị chiến hoàng ngày thực lực cho khiếp sợ đến, cũng có một hai người nhận ra Tiêu Phàm, rất hiển nhiên là phía trước đi mà quay lại nhân. Tiêu Phàm tâm thần một mực chú ý xa xa chiến đấu, hắn cảm giác trọng mệnh thiên vĩ khí tức càng ngày càng yếu, cứ tiếp như thế, đoán chừng chắc chắn phải chết. Cứu ta, đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không biết là ai đang cùng chính mình nói chuyện. Chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trọng mệnh thiên vĩ phía trên, trước mắt muốn tự mình ra tay cứu giúp, có vẻ như chỉ có trọng mệnh thiên vĩ. Là ngươi đang nói chuyện với ta, Tiêu Phàm đáp lại nói. Là ta, cứu ta. Thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, ngữ khí càng ngày càng khẩn thiết, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí tức của nó càng ngày càng yếu. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới trọng mệnh thiên vĩ lại còn sẽ truyền âm, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Trọng mệnh thiên vĩ đã từng dù sao cũng là thần cấp thần thú, dù là hóa thành hình người cũng có thể, như thế nào không biết nói chuyện đâu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có tính toán ra tay, vừa tới hắn cùng trọng mệnh thiên vĩ xem như có thù, thứ hai coi như cứu được nó cũng không nhất định sẽ không phản chiến đối mặt. Phải biết, trước kia thế nhưng là trọng mệnh thiên vĩ công kích chiến hồn đại lục, bởi vì nó, chiến hồn đại lục tử thương vô số. Ta có thể để cho ngươi tiểu thiên địa nhanh chóng trưởng thành, nếu như ngươi lo lắng ta phản bội, ta nguyện ý lập xuống chủ tớ lời thề. Trọng mệnh thiên vĩ hoàn toàn không dám trễ nãi thời gian. Bây giờ nó tùy thời đều có thể mất mạng, tại tính mệnh trước mặt, nó đã không quan tâm thần phục với người. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, vì cái gì vừa rồi không muốn thần phục hắn đâu? Tiêu Phàm không phải kẻ ngu, hắn cũng không tin tưởng trọng mệnh thiên vĩ nhìn hắn thuận mắt, cho nên mới sẽ thần phục hắn. Phía trước chiến hoàng thiên thế nhưng là hỏi thăm nó nhiều lần, để nó thần phục, trọng mệnh thiên vĩ đều là không chùn bước cự tuyệt. Hắn sẽ không để cho ta thần phục, để cho ta thần phục chỉ là hắn mượn cớ mà thôi, hắn nhất định sẽ giết ta. Trọng mệnh thiên vĩ giọng của bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn vì sao lại giết ngươi? Ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Tiêu Phàm nhất trận im lặng, ngươi tốt xấu cũng là thần thú a, có chút cốt khí có hay không hảo? Ta không sợ chết, nhưng mà nếu như rơi vào trên tay hắn, ta chắc chắn sống không bằng chết, hắn sẽ từ từ luyện hóa ta, tiếp đó tước đoạt mệnh của ta cách, nhận được năng lực của ta, liền có thể thôn phệ những người khác mệnh cách. Trọng mệnh thiên vĩ vội vàng nói. Nó lại trúng mấy kiếm, bị chiến hoàng thiên chạm rơi mất hai đầu xúc tu, tiên huyết bay vụt, nơi đây đã máu chảy thành sông,
Nếu là bình thường hồn thú, đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại. Luyện hóa mệnh của ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, không chút nghĩ ngợi vấn đạo, mệnh cách cũng có thể luyện hóa sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm không bình tĩnh, hắn từng nghe Hề lão nói qua, muốn cường hóa mệnh cách, chỉ có hai loại khả năng, một loại là đột phá tu vi gông cùm xiềng xích, một loại khác là nhận được vô chủ mệnh nguyên. Hắn còn chưa từng nghe nói luyện hóa mệnh cách của người khác có thể cường hóa tự thân mệnh cách, đương nhiên, hắn chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu không tồn tại. Người khác không thể, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân. Trọng mệnh thiên vĩ vội vàng nói. Thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi lớn, Hề lão phía trước nói cho hắn biết, trên đời có một loại người, trời sinh mệnh cách cường đại, phải thiên địa phù hộ, xưng là thiên hữu chi nhân. Thiên hữu chi nhân vài vạn năm cũng khó nhìn thấy một cái, mà bây giờ, trước mắt mình thì có một người, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Phải biết, cùng loại người này là địch, nếu như mệnh cách không mạnh bằng hắn, về sau nhưng là muốn xui xẻo a. Trước đó Tiêu Phàm không tin cái gì mệnh cách, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm thế nhưng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn bây giờ tại hoài nghi đến cùng xuất thủ hay không, ra tay đi, Chiến Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không buông tha hắn, thế nhưng là không xuất thủ đi. Chờ Chiến Hoàng trời đánh trọng mệnh thiên vĩ, hắn lại có thể buông tha mình sao? Không thể. Tất nhiên không thể, chính mình lại vì cái gì nhường hắn Chiến Hoàng Thiên nhận được trọng mệnh thiên vĩ mệnh cách đâu? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ lúc, trọng mệnh thiên vĩ thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ cần ngươi cứu ta, ta về sau có thể thay ngươi dung hợp vô chủ mệnh nguyên. Hảo, một lời đã định, nghe được vô chủ mệnh nguyên mấy chữ này, Tiêu Phàm tâm thần nhất động, cũng không còn bất cứ chút do dự nào. Nghe được vô chủ mệnh nguyên mấy chữ này, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp, xông thẳng Chiến Hoàng Thiên mà đi, dù không phải là Chiến Hoàng ngày đối thủ, hắn cũng muốn bảo trụ trọng mệnh thiên vĩ. Bây giờ, Tiêu Phàm nơi nào còn quản Chiến Hoàng Thiên là cái gì thiên hữu người, chính mình tạm thời không giết hắn là được rồi, đối địch với hắn tối đa cũng liền xui xẻo mà thôi. So với trọng mệnh thiên vĩ tác dụng, Tiêu Phàm cảm thấy, coi như xui xẻo cũng là tính toán. Ngược lại Chiến Hoàng trời cũng là muốn giết trọng mệnh thiên vĩ đạt được nó năng lực, đã như vậy, vì cái gì không thể để cho trọng mệnh thiên vĩ vì ta Tiêu Phàm sử dụng đâu. Bách hoa giết, Tiêu Phàm nhất cái lách mình liền xuất hiện ở trọng mệnh thiên vĩ phía trên, nhàn nhạt phun ra một câu nói, lạnh lùng sát ý trong nháy mắt nở rộ, hư không đều bị đống kết đồng dạng. Tiểu tử kia là ai, dám đối với Chiến Hoàng Thiên động thủ, đây là muốn chết sao? Đám người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chiến Hoàng Thiên, đây chính là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a, cái này đệ nhất nhân cũng không phải gọi ra. Hắn là kiếm mù lòa, không nghĩ tới thực lực của hắn đã vậy còn quá kinh khủng, phía trước bước đi Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám đối mặt Chiến Hoàng Thiên. Nhận biết Tiêu Phàm tu sĩ run giọng nói, trong lúc nói chuyện bờ môi có chút run lên. Cái gì kiếm mù lòa, ta xem hắn chính là một cái mù lòa, căn bản không nhận ra Chiến Hoàng ngày qua. Bằng không hắn như thế nào có thể có dũng khí cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong đâu. Có người cực kỳ khinh thường nói. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn chấn kinh, liền Chiến Hoàng trời cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm ra tay với hắn. Bất quá, Chiến Hoàng Thiên chung quy là Chiến Hoàng Thiên, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới chân tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể giống như nhẹ yến đồng dạng từ từ bay ra. Tiêu Phàm một kiếm nhào cách không, vốn là hắn cũng chỉ nghĩ đẩy lui Chiến Hoàng Thiên, cũng không có cùng hắn liều mạng dự định. Khi biết Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu người sau đó, Tiêu Phàm nhất lúc hồi lâu thật vẫn không dám động đến hắn, nếu muốn giết Chiến Hoàng Thiên, trừ phi mình mệnh cách mạnh hơn hắn cứng rắn. Bằng không mà nói, về sau nhất định sẽ rất nhiều phiền phức, hơn nữa, Hề lão đã từng nói cho hắn biết, loại người này, muốn bị giết chết cũng rất khó. Được thiên phù hộ, xưng là thiên hữu. Dạng này người như thế nào có thể dễ dàng giết chết đâu. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm còn chưa tin cái gì mệnh cách, nhưng là bây giờ, thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, liền giống với ban đầu Mộ Dung sóng trần, nhìn thấy chính mình thế nhưng là khắp nơi vấp phải trắc trở. Đương nhiên, dù là Chiến Hoàng Thiên không phải thiên hữu người, Tiêu Phàm cũng không giết chết hắn, Chiến Hoàng ngày thực lực cũng không phải cái bài trí. Không nên phản kháng, Tiêu Phàm xuất hiện ở trọng mệnh thiên vĩ bầu trời một sát na kia, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem trọng mệnh thiên vĩ đưa vào trong trời đất nhỏ bé. Hắn cũng không dám đem trọng mệnh thiên vĩ đưa vào không gian trong bí cảnh, nơi đó nhưng còn có Sở Linh Nhi bọn họ đâu. Huống chi, Tiêu Phàm không sợ trọng mệnh thiên vĩ quỷ dị năng lực,
đưa vào tiểu thiên địa cũng không cần lo lắng cho mình bị tính kế, tại hắn trong tiểu thiên địa, hắn chính là chúa tể. Đem chọc mệnh thiên vĩ giao ra, ngươi cũng đã biết, trước kia hắn đã giết ta chiến hồn đại lục bao nhiêu anh liệt sao. Chiến hoàng trời giá rét tiếng nói. Cho nên ngươi mới muốn luyện hóa mạng của nó cách, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chiến hoàng thiên con ngươi hơi hơi co rút, chẳng lẽ gia hỏa này biết mình bí mật. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, ngoại trừ chiến thần cảnh tu sĩ, những người khác là không thể nào nhìn ra được, bởi vì chiến thánh cảnh cực kỳ phía dưới tu sĩ, ai cũng không biết mệnh cách là cái dạng gì. Tiểu tử, ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược, ngươi là muốn nhường tiền bối anh liệt thi cốt phát lạnh sao? Chiến hoàng thiên lần nữa mở miệng nói, trong nháy mắt đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Trợ trụ vi ngược, thật đúng là thật lớn một đỉnh mũ a. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiêu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định phải nó tăng gấp bội giết trở về. Chiến hoàng thiên hơi nhíu mày, từng bước một hướng đi Tiêu Phàm đạo, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Không biết ngươi là như thế nào không khách khí chi pháp đâu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng rất muốn cùng chiến hoàng thiên giao phong, thử xem trình độ của đối phương. Nếu như không phải là đối thủ, hồi đầu lại rời đi chính là, chiến hoàng thiên thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn ngăn cản chính mình, chắc chắn cũng không được. Giống, gầm lên giận dữ, Tiểu Kim cũng đi đến Tiêu Phàm trước mặt, chiến ý tăng vọt, thời khắc này Tiểu Kim nơi nào còn có cái gì buồn ngủ, nó chỉ muốn thỏa thích đại chiến một trận. Rất lâu không có kề vai chiến đấu, Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Kim đầu, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía chiến hoàng thiên. Kiếp phù du vạn trượng. Chiến hoàng thiên gọi không đánh, trực tiếp một kiếm chém tới, một đạo vạn trượng lưỡi kiếm lăng không rơi xuống, hư không đều run lẩy bẩy. Lần này tiến vào lâu lan cổ địa, hắn mục đích chủ yếu chính là luyện hóa trọng mệnh thiên vĩ, tiếp đó đạt được nó năng lực. Người khác sợ trọng mệnh thiên vĩ, nhưng hắn chiến hoàng thiên cũng không sợ, trọng mệnh thiên vĩ ngược lại sẽ sợ hắn, cũng bởi vì hắn là thiên hữu người, cho nên hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà bốc lên cái mù lòa, giết hắn một cái thuộc hạ không nói, lại còn dám cướp đoạt tới tay trọng mệnh thiên vĩ, cái này khiến chiến hoàng thiên làm sao không giận. Chiến hoàng thiên bây giờ chỉ muốn giết Tiêu Phàm, lại lấy được trên người của hắn không gian bí cảnh, nếu như trọc mệnh thiên vĩ khôi phục thực lực, nhưng là không phải hắn có thể địch. Lục thần ba thức, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay đồ thần đao lại là một đao chém đi lên, lần này, hắn duy nhất một lần tiêu hao 10 giọt tu la chi lực, sức mạnh tăng vọt không thiếu. Hai người còn chưa đụng vào nhau, hư không cũng đã bắt đầu vỡ vụn ra, có thể tưởng tượng được hai người một kích này uy thế. Oanh, vô số đao kiếm chi khí mãnh liệt mở ra, tại hư không ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ, đao khí cùng kiếm khí vô tình tứ ngược, phạm vi tác động đến rất rộng, âm thầm đám người vây xem nhau nhau lui lại. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám cùng hai người giao phong, cái kia dư ba, cũng đủ để hủy diệt chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Người nào thắng, đám người kinh hãi nhìn xem không trung, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ chờ mong. Còn phải nghĩ sao? Nhất định là thần tử, rất nhiều người khinh thường nói, đây vốn chính là một cái không có bất kỳ nghi vấn nào vấn đề. Một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng trẻ tuổi một đời người thứ nhất chiến hoàng thiên giao phong, như thế nào có thể thắng đâu. Chốc lát, đao kiếm chi khí tiêu thất không còn một mống, trời cao hết thảy bại lộ trong mắt mọi người, nhưng đám người sững sờ là, chiến hoàng thiên hòa Tiêu Phàm vậy mà rằng có cùng một chỗ, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh ngang, đám người tất cả đều trợn tròn mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết, chiến hoàng thiên ra sức gào thét một tiếng, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, hắn đối với Tiêu Phàm đã đồng ý quyết giết. Lần thứ nhất đẩy lui Tiêu Phàm nhất bước, hắn bất động một chút, chiếm cứ thượng phong. Lần thứ hai hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước, xem như ngang tay, đây đối với chiến hoàng ngày qua mà nói là một loại sỉ nhục. Mà lần thứ ba, chính mình vậy mà cùng Tiêu Phàm rằng co không xong, cái này khiến chiến hoàng thiên như thế nào tiếp nhận đâu. Mặc dù hắn vẫn không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng mà Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đâu. Cùng chính mình chiến đấu, hắn lại còn chắc chắn lưu thực lực, cái này khiến chiến hoàng thiên càng thêm phẫn nộ. Hắn chiến hoàng thiên cho tới bây giờ không có bị ai nhỏ dò xét qua, trước đó không có, về sau cũng không có. Mà bây giờ có, vậy thì nhất định phải ma diệt. Ha ha, chiến hoàng thiên, cáo từ. Nhìn thấy chiến hoàng ngây thơ tức giận, Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, dùng sức đẩy ra chiến hoàng thiên, thân hình cực tốc lui lại.
Tiểu Kim tựa như biết Tiêu Phàm chuẩn bị rút lui đồng dạng, hai bên sinh cánh, hóa thành một vệt sáng rơi vào Tiêu Phàm dưới chân, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất ở thiên địa, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Một loạt động tác này, hai người phối hợp như đồng hành vân lưu thủy, liền tựa như một người hoàn thành. Dừng lại, Chiến Hoàng Thiên Nộ rít gào một tiếng, không chút do dự đuổi theo, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ trọng mệnh thiên vĩ. Chạy, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên biến mất ở phía chân trời, đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ta liền nói, hắn chắc chắn không phải thần tử đối thủ, vậy mà dọa đến chạy trốn. Thật đúng là một cái đồ hèn nhát, có chiến thần điện tu sĩ mỉa mai. Chiếu ngươi ý tứ, biết rõ chính mình muốn chết, còn lưu tại nơi này bị người giết. Có người khinh bỉ nhìn xem chiến thần điện tu sĩ nói. Biết rõ phải chết, còn không chạy trốn, đây mới thật sự là đồ đần. Bất quá cũng có một số người kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, khỏi cần phải nói, có thể từ Chiến Hoàng Thiên Thủ bên trong chạy trốn, đó cũng là một loại bản sự, khác chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn chạy đều chưa hẳn có thể đi đâu. Lại nói Chiến Hoàng Thiên truy sát Tiêu Phàm mà đi, bay nhanh thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn cuối cùng đình chỉ cước bộ, tức giận con mắt tỏa ra tinh quang, lạnh lùng quét mắt tứ phương. Nhưng mà, bốn phía căn bản không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, thậm chí, liền hồn lực khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chính là hướng cái phương hướng này trốn chạy, Chiến Hoàng Thiên còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy quỷ. Bây giờ, Tiêu Phàm đem Tiểu Kim đưa vào vạn thánh dược các không gian bên trong bí cảnh, mà chính hắn lại xuất hiện ở tiểu thiên địa bên trong. Trong trời đất nhỏ bé hết thảy, đều chạy không thoát Tiêu Phàm bắt giữ, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở hấp hối trọng mệnh thiên vĩ bên cạnh, trọng mệnh thiên vĩ khổng lồ kia thân thể bây giờ chỉ còn lại 2/3 lớn nhỏ. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như trọng mệnh thiên vĩ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trước tiên gạt bỏ nó, cũng coi là cho hàng vạn năm trước tiền bối anh liệt báo thù. Trọng Thiên Hồng bái kiến chủ nhân. Trọng mệnh thiên vĩ thanh âm đột nhiên tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, ngay sau đó, nó tám cái đuôi tại hư không loạn vũ. Từng đạo lưu quang nở rộ, ở trên không ngưng kết thành một cái huyền ảo hình tròn đồ án, tản ra một loại ảo diệu và khí tức cổ xưa, vô cùng thánh khiết. Đây là cái gì đường vân, tại sao ta cảm giác vượt qua hồn văn đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem viên kia hình dáng an bài, những văn lộ kia, vậy mà nhường hắn cảm giác so thủy tổ cấp hồn văn đồ càng thêm huyền diệu. Chủ nhân, đây là chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết ở trong đó, từ nay về sau, ngài chính là ta chủ nhân. Trọng mệnh thiên vĩ cung kính nói. Chủ phó khế ước, Tiêu Phàm mười phần nghi hoặc, bất quá hắn tin tưởng, tại chính mình tiểu thiên địa bên trong, trọng mệnh thiên vĩ là không nổi lên được cái gì sóng lớn. Đầu ngón tay của hắn bước ra một giọt tiên huyết, xuất vào hình tròn đồ án bên trong, nguyên bản lộ ra bạch sắc quang mang đột nhiên biến thành màu máu, viên kia hình dáng an bài càng là nhanh chóng xoay tròn. Mấy tức sau đó, hình tròn đồ án đột nhiên một phân thành hai, phân biệt bắn vào Tiêu Phàm cùng trọng mệnh thiên vĩ mi tâm bên trong. Tiêu Phàm đầu một hồi choáng váng, khi hắn tỉnh táo lại lúc, trong đầu cảm giác nhiều một chút đồ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọng mệnh thiên vĩ đột nhiên hét thảm lên. Chủ nhân tha mạng, tha mạng, trọng mệnh thiên vĩ hét thảm lên, như có chút sống không bằng chết đồng dạng. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ý niệm, trong lòng của hắn khuôn mặt có chút động. Mở miệng nói, ngươi gọi Trọc Thiên Hồng đúng không? Chủ này bộc khế ước, ta có thể dễ dàng khống chế ngươi sinh tử, ngươi sẽ không sợ ta cũng gãy mày ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Nói ra lời này, Tiêu Phàm hồn lực gắt gao bao phủ Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn muốn nhìn một chút, Trọc Mệnh Thiên Vĩ Trọc Thiên Hồng đến cùng có hay không lừa hắn. Chủ phó khế ước, chủ chết bộc chết, bộc chết, chủ không có bất cứ chuyện gì, chủ nhân có thể quyết định người làm sinh, nhưng không cách nào quyết định người làm chết. Trọc Thiên Hồng nói. Tiêu Phàm cũng minh bạch Trọc Thiên Hồng mà nói, nếu như hắn thật muốn giày vò Trọc Thiên Hồng mà nói, Trọc Thiên Hồng có thể tự mình chấm dứt tính mạng của mình. Cho dù là ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm cũng không khả năng ngăn cản nó tự sát, cái này cũng là Trọc Thiên Hồng không sợ Tiêu Phàm đối phó nó nguyên nhân. Đã ngươi không sợ chết, vậy vì sao sẽ không tuyển chọn tự sát đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Thuộc hạ tự nhiên sợ chết, nhưng càng sợ bị hơn người dằn vặt đến chết. Tiểu tử kia là thiên hữu người, hắn sẽ từ từ luyện hóa mệnh của ta cách, loại đau khổ này, so sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Trọc Thiên Hồng lạnh giọng nói. Rất rõ ràng, gia hỏa này mặc dù kiêng kỵ Chiến Hoàng Thiên, nhưng mà vẫn như cũ không có từ bỏ chuyện báo thù. Tiêu Phàm nhưng lại lộ ra sở tư thần sắc,
Đạo ta nhớ được lần trước cùng ngươi thời điểm chiến đấu, coi như không phải thần cấp, theo lý cũng không xê xích gì nhiều mới đúng. Làm sao có thể liền chiến hoàng thiên đô đánh không lại? Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Trọc Thiên Hồng liền tức giận nói, nếu như không phải của ta sức mạnh người khác rút mất 8-9 phần 10, tiểu tử kia tại sao có thể là đối thủ của ta? Dù là hắn là thiên hữu người, ta cũng đồng dạng dám giết hắn. Ách, Tiêu Phàm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng của nó không phải là bị Lầu Ngạo Thiên rút ra. Tiêu Phàm còn nhớ rõ, lúc đó Lầu Ngạo Thiên thực lực không ngừng tăng vọt, thậm chí vượt qua chiến thần cảnh, nhất định là mượn một loại nào đó lực lượng thần bí. Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa, có thể làm cho Lầu Ngạo Thiên rút đi lực lượng, ngoại trừ những cái kia lưu lại ý niệm, cũng chỉ có cái này phong ấn tứ đại hung thú. Bây giờ chúng ta cũng coi như là nắm giữ cùng chung địch nhân, đúng, nếu như giết thiên hữu người, sẽ như thế nào? Nếu như lần sau cho ngươi cơ hội giết hắn, ngươi có dám? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn luôn cảm giác hôm nay phù hộ người không đơn giản, nếu như giết mà nói, sẽ chọc cho phiền toái rất lớn. Thiên hữu người, phải thiên phù hộ, như giết hắn, sẽ hạ xuống thiên kiếp, tiếp nhận trời cao lửa giận. Trọc Thiên Hồng trong giọng nói vẫn có nồng nặc kiêng kỵ. Nếu để cho nó thật sự giết chiến hoàng thiên, nó còn chưa hẳn thực có can đảm làm ra chuyện như vậy. Do dự chốc lát, Trọc Thiên Hồng lại nói, bây giờ ta còn không chịu nổi thiên kiếp oanh sát, bất quá ta nếu như khôi phục đỉnh phong, cũng không sợ hắn ngày đó phù hộ mệnh quang, giết hắn tự nhiên không khó. Nói giống như chưa nói vậy, kết quả là, ngươi còn không phải như vậy không dám. Tiêu Phàm bĩu môi, nhún vai một cái nói. Hắn biết, Trọc Thiên Hồng trong miệng thiên hữu mệnh quang, hẳn là tam thải thủy tinh tán phát tia sáng, Tiêu Phàm tâm bên trong cũng cho chính mình cảnh tỉnh. Trọc Thiên Hồng nhất thời không phản bác được, bởi vì nó bây giờ chính xác không dám giết chiến hoàng thiên, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân, trừ phi mạng của nó cách có thể không kém gì chiến hoàng thiên. Ta cảm giác, chủ nhân giết hắn sẽ không có chuyện gì. Sau nửa ngày, Trọc Thiên Hồng lại phun ra một câu nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không dễ, cái này Trọc Thiên Hồng cũng không phải là một khá lắm, nghĩ khích tướng chính mình đi giết chiến hoàng thiên. Hắn lại không phải người ngu, biết rõ chiến hoàng thiên là thiên hữu người, giết sẽ hạ xuống thiên kiếp, liền ông trời cũng muốn tiêu diệt hắn. Tiêu Phàm mặc dù đối với chính mình 10 phần tự tin, nhưng là không có cuồng vọng đến đuổi kịp thiên đối kháng tình cảnh. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc có thể giết chết được chiến hoàng thiên. Tiêu Phàm tâm bên trong đã âm thầm hạ quyết định, tại không biết mình mệnh cách có thể hay không chấn được chiến hoàng ngày mệnh cách phía trước, dù là thực lực đủ để nghiền sát chiến hoàng thiên, tốt nhất cũng vẫn là đừng giết hắn. Đúng, người nói thế nào vô chủ mệnh nguyên là chuyện gì xảy ra, người muốn như thế nào mới có thể ngưng kết. Còn có, người muốn như thế nào mới có thể để cho ta tiểu thiên địa biến lớn. Tiêu Phàm đổi chủ đề, cũng sẽ không xoắn suýt thế là không chém giết chiến hoàng thiên việc này. Trọc Thiên Hồng do dự hồi lâu, không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm lập tức hơi không kiên nhẫn, như thế nào, bây giờ không muốn nói nữa. Ta nghe nói Bạch Tuộc Bảo Canh rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn thoáng qua như có như không sắc ý. Trọc Thiên Hồng sợ run cả người, chính mình dù sao cũng là thần thú A, nếu quả thật muốn bị cầm lấy đi nấu canh, dù là sau khi chết, hắn Trọc Thiên Hồng đoán chừng cũng sẽ trở thành thần thú giới sỉ nhục. Vô chủ mệnh nguyên, nhất thiết phải luyện hóa người khác thọ nguyên cùng mệnh cách. Trọc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói. Chiếu ngươi nói như vậy, chính là muốn giết người rồi. Tiêu Phàm không mặn không lạt nói, mạng của mỗi người cách cùng thọ nguyên bị tước đoạt, cái này lại cùng giết người khác nhau ở chỗ nào đâu. Không sai biệt lắm, Trọc Thiên Hồng lúng túng vô cùng, nó còn có một chút chưa nói là, nó chủ yếu chính là dựa vào thôn phệ những người khác thọ nguyên cùng mệnh cách tới trưởng thành. Kỳ thực nó trong lòng còn có một cái nghi hoặc, đó chính là nó đã từng nhiều lần thôn phệ Tiêu Phàm tinh lực cùng mệnh cách, chỉ thôn phệ một chút huyết khí mà thôi, Tiêu Phàm mệnh cách, nó nhưng căn bản dung chuyển không được. Mặc dù Trọc Thiên Hồng rất muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng vẫn là không dám mở miệng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, xem ra muốn cường đại mệnh cách, tạm thời là chuyện không thể nào, nếu vì cường hóa mệnh cách của mình, mà đi làm sát kẻ vô tội, đây không phải Tiêu Phàm mong muốn. Nói một chút tiểu thiên địa sự tình A, Tiêu Phàm ngưng thanh đạo. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là tiểu thiên địa lớn lên. Chủ nhân tại chiến thánh cảnh liền có thể dung luyện tiểu thiên địa, chư thiên vạn giới, chủ nhân tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Ngươi ngược lại là học được nịnh hót,
Tiêu Phàm buồn cười, cái này Chọc Thiên Hồng ngoại trừ bản thể là thú tộc bên ngoài, địa phương khác cùng nhân loại căn bản không khác biệt gì. Chọc Thiên Hồng hầm hực nở nụ cười, đạo kỳ thực, chủ nhân muốn cường hóa tiểu thiên địa, có rất nhiều loại phương pháp, ta mặc dù có thể chậm rãi trợ giúp chủ nhân mở rộng tiểu thiên địa phạm vi, nhưng ta không có thể tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Nói tiếp, Tiêu Phàm hứng thú, Chọc Thiên Hồng tốt xấu đã từng cũng là thần cấp bậc thần thú, dù nói thế nào, cũng so Hề lão biết đến muốn nhiều a. Muốn tăng tốc tiểu thiên địa phát triển, đầu tiên nhất thiết phải nhường tiểu thiên địa bên trong tràn ngập sinh cơ, đây mới là một cái chân chính thiên địa, cùng ngoại giới không hai. Chọc Thiên Hồng tiếp tục nói, một phương diện, chủ nhân có thể dùng thần lực hòa thần thạch nhường trong trời đất nhỏ bé tràn đầy sinh cơ, một phương diện khác cũng có thể di rời một chút thực vật đi vào. Thực vật là điều tiết thiên địa linh khí thủ đoạn hay nhất, làm trong trời đất nhỏ bé linh khí ngày càng ổn định sau đó, chủ nhân có thể lại rời vào một chút nhỏ yếu sinh linh, liền giống với thú tộc, để bọn hắn cùng xúc tiến tiểu thiên địa phát triển. Nghe được Chọc Thiên Hồng mà nói, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, nếu thật là dạng này, vậy sau này chính mình chẳng phải là tùy thời đều mang một cái thế giới đang chảy. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm tâm bên trong liền có chút kích động, lúc này, Chọc Thiên Hồng thanh âm tiếp tục vang lên, kỳ thực, tiểu thiên địa phát triển, cùng với những cái khác thế giới phát triển là giống nhau, chỉ là nó tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng mà, nó nắm giữ vô hạn trưởng thành có thể, nếu như trưởng thành đến cực hạn, đoán chừng không thua một chút đại thế giới, chủ yếu nhất là, chủ nhân là tiểu thiên địa này người sở hữu, người có thể điều động một cái thiên địa sức mạnh. Thiên địa này sức mạnh lớn bao nhiêu, người liền có thể điều động bao nhiêu, dù là siêu việt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng là vì cái gì nắm giữ tiểu thiên địa nhân, cũng là siêu cấp thiên tài nguyên nhân. Chọc Thiên Hồng nói một hơi, Tiêu Phàm tâm bên trong nhưng là nhấc lên sóng lớn sóng biển, bởi vì hắn chính xác thử qua loại lực lượng này, trước đây điều động tiểu thiên địa sức mạnh, liền một quyền đánh lui Sở Vân Phi. Hơn nữa lúc trước tiểu thiên địa mới vừa vặn mở mà thôi, mà bây giờ tiểu thiên địa đã có hơn ngàn trượng phương viên, nếu như toàn lực điều động, uy lực lại sẽ có bao lớn. Thậm chí, nếu như tiểu thiên địa trưởng thành, tương đương với chiến hồn đại lục cùng kích cỡ đâu. Đến lúc đó, phải chăng chính mình nắm giữ một quyền đánh nát một cái thế giới sức mạnh? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm khóe miệng liền thoáng qua một vòng đường cong. Đang lúc Tiêu Phàm méo mó lúc, Chọc Thiên Hồng lại cho Tiêu Phàm rót một chậu nước lạnh, bất quá chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi, tiểu thiên địa trưởng thành, cần thần lực hòa thần thạch số lượng là thập phần to lớn, cho nên, nắm giữ tiểu thiên địa mặc dù cũng là thiên tài, nhưng chân chính có thể lớn lên, 10 phần thưa thớt. Ngươi nói không sai, hấp thu trên vạn năm mệnh chọc chi khí, mới khiến cho tiểu thế giới có bây giờ quy mô, muốn tiếp tục mở rộng, đoán chừng rất khó, trừ phi của chính ta tu vi tiến thêm một bước. Tiêu Phàm sâu đậm gật gật đầu. Chủ nhân cũng không cần nản chí, ta xem tiểu thiên địa này tiên thiên điều kiện rất tốt, mặc dù thần thạch kém một chút, nhưng đại địa thế nhưng là tinh thần tức nhưỡng biến thành, cái này đã so đại bộ phận tiểu thiên địa mạnh. Nếu như di rời một chút thảm thực vật tiến vào, vậy khẳng định sẽ không cùng một dạng. Chọc Thiên Hồng lại an ủi. Tiêu Phàm đã triệt để bình tĩnh lại, ngưng thanh đạo cái này ta vốn là đã có dự định, qua một đoạn thời gian, phiến khu vực này, ta sẽ cấy ghép mảng lớn linh dược. Ý nghĩ này Tiêu Phàm đã sớm có, cái này cũng là hắn cùng Tiêu Linh Nhi yếu nhân nguyên nhân, hắn chính là nghĩ tại Sở ra tìm mấy cái chuyên môn bồi dưỡng linh dược người đến quản lý. Hắn nhường Sở Nguyệt bọn hắn đi tới vạn thánh dược các không gian bí cảnh, chính là muốn đem bên trong phẩm cấp cao linh dược thu thập lại, tiếp đó thật tốt di rời ở đây. Đúng, không gian bí cảnh, có thể hay không dung nhập ta tiểu thiên địa đâu. Tiêu Phàm đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Trên người hắn thế nhưng là có hai cái tiểu thiên địa, đó chính là Tu La Điện không gian bí cảnh cùng vạn thánh dược các không gian bí cảnh. Tu La Điện không gian bí cảnh không phải rất lớn, tất nhiên chỉ là một tượng trưng. Nhưng vạn thánh dược các không gian bí cảnh thế nhưng là đạt đến phương viên mấy ngàn dặm, bên trong cũng không chỉ có linh dược, hơn nữa còn có không thiếu cao giai hồn thú. Nếu như có thể đem bọn nó dung nhập mình trong trời đất nhỏ bé, tiểu thiên địa phát triển chẳng phải là 10 phần tấn mãnh. Trừ phi chủ nhân có thể lãnh ngộ áo nghĩa, bằng không mà nói, ngươi căn bản giải phong không được không gian bí cảnh không gian phong ấn. Chọc Thiên Hồng nói, nếu như ta thời kỳ đỉnh phong, ngược lại là có thể giúp chủ nhân chiếu cố, đến nỗi bây giờ. Nói đến đây, Chọc Thiên Hồng thở dài, chính mình đường đường thần cấp thần thú, bây giờ vậy mà luân lạc tới làm nô là bộc tình cảnh, đây là nó hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi chậm rãi chữa trị thương thế a, có lẽ không bao lâu, ta liền có thể để cho ngươi khôi phục thực lực. Tiêu Phàm ngưng thanh đạo,
trong lòng lại bổ sung một câu, qua một đoạn thời gian muốn đi trước thần chi kiếp mà, nơi đó thế nhưng là có không ít dị tộc. Đa tạ chủ nhân, nghe nói như thế, Chọc Thiên Hồng trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, nó thì có cơ hội tìm Chiến Hoàng Thiên báo thù. Tiêu Phàm không lại để ý hắn, nhỏ giọng thì thầm, bất quá khi vụ chi cấp bách, là đem vạn thánh dược các không gian kia trong bí cảnh linh dược cấy ghép tới lại nói, ở đây, ta mới càng thêm yên tâm, cũng thuận tiện có thể mở rộng tiểu thiên địa. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở một mảnh khác trong không gian. Tiêu Phàm đứng sững ở một tòa đỉnh núi cao, hô hấp lấy rõ ràng không khí, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Vạn thánh dược các không gian bí cảnh quả nhiên không sai, thiên địa linh khí này, so sở ra cổ địa cũng không kém bao nhiêu a. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hồn của hắn lực mãnh liệt mà ra, phương viên trong vòng 10 dặm, đều khó mà đào thoát hắn bắt giữ, ở đây cổ thụ chọc trời, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Từ dưới chân hắn chỗ bắt đầu, thì có mấy khối dược điền chung quanh, còn hiện lên từng đạo vầng sáng, Tiêu Phàm nhất mắt liền nhận ra được, đó là bảo hộ ruộng thuốc hồn giới. Nếu như không có những thứ này hồn giới bảo hộ lấy dược điền, đoán chừng những thuốc này ruộng sớm đã bị nơi này hồn thú ăn sạch. Tiêu Phàm tâm bên trong trầm ngâm nói. Hồn giới mặc dù cường đại, nhưng mà tại Tiêu Phàm trước mặt cũng không bên ngoài như thế, hồn của hắn lực một chút tiểu xuyên thấu hồn giới ngăn cản. Thủy tiên ngọc xương cốt, mà lửa gan, long hồn đan, hoàng kim tham gia. Tiêu Phàm nhất phía dưới liền nhận ra mấy gốc bát phẩm trở lên linh dược, kích động trong lòng không kềm chế được. Trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, quay đầu đem nơi này phẩm cấp cao linh dược đều cắm vào tiểu thiên địa bên trong. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó đang có một cỗ sao động hồn lực ba động, tựa như là ai đang giao thủ. Tiêu Phàm tâm bên trong 10 phần buồn bực, chẳng lẽ cái này cổ địa còn có ai có thể cùng huyết ma hỏa long mãng hai cái chống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm mang theo một tia hiếu kỳ bay đi, vẻ này sao động hồn lực ba động càng ngày càng hung mãnh, chốc lát, Tiêu Phàm đều có thể nghe được xa xa giao chiến thanh âm. Ca, Tiêu Linh Nhi thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tiêu Phàm hồn lực đảo qua, nhưng là phát hiện Tiểu Kim cùng Sở Nguyệt bọn hắn đều ở đây cái hướng kia. Tại mọi người bên cạnh, Long Văn Thần Mãng nghiêm chỉnh mà đối đãi, cái này khiến Tiêu Phàm rất cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Tiêu Linh Nhi bên cạnh bọn họ, ngưng thanh vấn đạo. Ta cũng không biết, ta cũng vừa tới ở đây. Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Thiếu chủ, hay là ta tới nói a? Dịch Bằng chủ động mở miệng nói, thiếu chủ đem chúng ta đưa vào ở đây sau đó, chúng ta ngay tại cố gắng thu thập bát phẩm trở lên linh dược, ngay từ đầu rất thuận lợi, ở đây bát phẩm cửu phẩm linh dược thực sự nhiều lắm. Nói đến đây, những người khác tất cả đều nhìn thật sâu Tiêu Phàm nhất mắt. Trong mắt bọn họ đều là vẻ hâm mộ, lớn như vậy cổ địa dược viên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói điểm chính, Tiêu Phàm đánh gãy Dịch Bằng mà nói, hồn của hắn lực nhưng là hướng về nơi xa tràn ngập mà đi. Phía trước chỗ, là một cái sơn cốc, bên trong linh khí mờ mịt, sương mù tràn ngập, chung quanh còn có một đảo cực lớn hồn giới ngăn cản. Tiêu Phàm hồn lực rất nhanh xuyên qua hồn giới, hướng về chỗ càng sâu tràn ngập mà đi, cái kia tiếng đánh nhau chính là từ bên trong truyền tới. Nhưng mà, hồn của hắn lực vừa mới tới gần ở giữa chiến trường kia, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn cho nát. Là, Dịch Bằng vội vàng ổn định tâm thần một chút, đạo chúng ta lúc đó đi tới phía trước sơn cốc, thấy được một gốc thần dược, nhưng mà, cái kia thần dược lại có một đầu cường đại hồn thú thủ hộ, nếu như không phải Long Mãng tiền bối phát hiện kịp thời, chúng ta đoán chừng đều không cách nào đứng ở chỗ này, về sau, huyết ma tiền bối liền cùng nó đánh nhau. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải quan tâm một gốc thần dược, dù sao, cái này vạn thánh dược các không gian bí cảnh đã tồn tại trên vạn năm, có vài cọng thần dược cũng hợp tình hợp lý. Hắn ngoài ý muốn chính là, mảnh không gian này bí cảnh, vẫn còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy, có thể cùng Long Mãng cùng huyết ma đối kháng. Giống, cũng liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo gào thét thảm thiết âm thanh, ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh từ trong sơn cốc bay ngược mà ra. Huyết ma không phải là đối thủ của nó. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hồn của hắn lực bao phủ thượng cổ huyết ma viên, phát hiện trên người nó nhiều chỗ gãy xương, toàn thân máu me đầm đìa. Suy suy, lúc này, Long Văn Thần Mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, du động thật lớn thân thể, hướng về sơn cốc mà đi, có Tiêu Phàm ở đây, nó cũng yên tâm mọi người an nguy. Long Mãng, ngươi bảo vệ bọn hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng kêu lên,
Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Văn Thần Mãng phía trước, ngăn cản đường đi của nó. Long Văn Thần Mãng gật gật đầu, lại lui về, nó đối với Tiêu Phàm thực lực hiểu rất rõ, liền xem như nó, nếu như hai người toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại huyết ma viên trước người, hắn lấy ra một cái đan dược, nhét vào huyết ma viên trong miệng, cuồn cuộn hồn lực tràn vào huyết ma thể nội. Huyết ma thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sau một lát, huyết ma đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm nhất lễ đạo, đa tạ thiếu chủ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuyển hướng sơn cốc phương hướng vấn đạo, bên trong đó là cái gì hồn thú. Cũng khó trách Tiêu Phàm hiếu kỳ, những người khác lại làm sao không hiếu kỳ đâu, huyết ma thế nhưng là cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn ẩn chứa thần thú huyết mạch, liền nó đều không phải là đối thủ, đối phương đoán chừng cũng là cửu giai đỉnh phong tu vi. Nếu là thần cấp, huyết ma tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, dù là nó đã từng đạt đến qua như vậy cảnh giới. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, huyết ma trong mắt lóe lên ngập trời lệ khí, cực kỳ không phục đạo, là khối tảng đá vụn. Tảng đá vụn, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, một khối đá liền có thể nhường huyết ma viên ăn thiệt thòi lớn như thế. Coi như tảng đá có linh, cũng không khả năng cường đại như thế mới đúng à, nếu như là người khác nói như vậy, Tiêu Phàm nhất định cho là đối phương là đang gạt hắn. Nhưng mà huyết ma chắc chắn sẽ không như thế, huống chi, chính nó thụ thương cũng không phải giả. Ta cũng không biết lai lịch của nó, nhưng nó bản thể nhất định là một khối đá, hơn nữa tu luyện đến cửu giai đỉnh phong, khoảng cách thần cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Huyết ma mười phần không phục đạo. Mặc dù như thế, nhưng hắn đối với huyết ma vẫn là tràn đầy kiên kỵ, vừa mới nó có thể bị đối phương thương không nhẹ. Bán thần giai, biết đánh người tảng đá, Tiêu Phàm càng thêm quái dị. Tâm thần tại tu la truyền thừa bên trong tìm nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì cùng tảng đá kia có liên quan. Sau đó lại hướng Chọc Thiên Hồng vấn đạo, ngươi có từng nghe nói tới biết đánh người tảng đá? Chủ nhân, nơi này có thạch nhân tộc, nghe được Tiêu Phàm mà nói, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm càng là không hiểu, hắn cũng không có nghe nói qua cái gì thạch nhân tộc, chỉ biết là hồn tộc, chiến tộc những danh xưng này. Chủ nhân không biết cũng rất bình thường. Chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc, dạng gì chủng tộc đều có, bất qua người đá này tộc cũng rất không đơn giản, bọn chúng danh xưng thánh linh, chính là thiên địa dựng dục mà ra, cực kỳ hiếm thấy. Chọc Thiên Hồng âm thanh kích động tiếp tục vang lên. Thánh linh, thật đúng là khẩu khí thật lớn, Tiêu Phàm khuôn mặt có chút động. Cũng không phải bọn chúng khẩu khí lớn, mà là vốn chính là dạng này, thần linh phía dưới vì thánh linh, bọn chúng bởi vì thiên địa mà sống, chịu thiên địa phù hộ. Hơn nữa vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh thực lực, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm, người đá này tộc cũng quá nghịch thiên a. Kỳ thực cái này cũng không tính là gì, có thật nhiều chủng tộc, vừa ra đời chính là chiến thần cảnh, chủng tộc như vậy, đồng dạng sinh sôi hoặc sinh ra cực kỳ khó khăn, cho nên bọn chúng rất khó tranh bá thiên hạ. Chọc Thiên Hồng lại nói. Ta đã biết, Tiêu Phàm gật gật đầu. Tâm thần chuẩn bị ra khỏi tiểu thiên địa, lúc này Chọc Thiên Hồng thanh âm lại vang lên, nếu thật là thạch nhân tộc, ta khuyên chủ nhân tận lực thu phục nó, về sau nhất định sẽ có tác dụng lớn. Hảo, Tiêu Phàm trả lời một câu, tâm thần liền thối lui ra khỏi tiểu thiên địa, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trời sinh chiến thánh cảnh, chủng tộc như vậy quá nghịch thiên, khó trách liền huyết ma tại hắn trên tay đều ăn rồi thua thiệt. Huyết ma, ngươi bảo vệ bọn hắn, ta đi vào một chuyến. Tiêu Phàm thở sâu, để lại một câu nói liền hướng lấy sơn cốc bay đi. Tiêu Phàm mới vừa đến ven rìa sơn cốc, một đạo màu trắng lưu quang xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, ngoại trừ Tiểu Kim còn có thể là ai. Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ vài tiếng, khoa tay múa chân một hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết, hắn là muốn cùng Tiểu Kim nhất lên tiến vào sơn cốc. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm tâm bên trong ấm áp, hắn biết dù là cự tuyệt nó, Tiểu Kim cũng nhất định là sẽ cùng theo đi vào, còn không bằng trực tiếp để nó đi vào chung. Giống, Tiểu Kim nghe vậy, hưng phấn giống lên vài tiếng, lập tức thân hình thu nhỏ, leo lên tại Tiêu Phàm trên bờ vai. Một người một thú thận trọng đi vào sơn cốc, xuyên qua hồn giới, trong này cảnh sắc lại vượt quá Tiểu Kim ngoài ý muốn. Ở đây cổ thụ chọc trời, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới nhìn qua sương mù mịt mờ có rất lớn chênh lệch, hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Ngồi một cái, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra.
Đây là thiên địa linh khí. Không, chuẩn xác mà nói, đã không còn là thiên địa linh khí, mà là thần linh chi khí. Tiêu Phàm mãnh kinh. Lúc trước hắn tại Hò Tư Không Vũ Hồn Giới bên trong tìm được mấy cái hồn thạch, cái kia thần thạch tán phát khí tức, cùng trong sơn cốc này khí tức rất tương tự, thậm chí, trong sơn cốc này thần linh chi khí còn muốn nồng đậm một chút. Cũng khó trách trong lòng của hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, kể từ hơn 5.000 năm trước, một đời kia Tu La Điện Chủ phong ấn cổ tinh lộ sau đó, chiến hồn đại lục thần linh chi khí mà bắt đầu khô cạn. Cái này cũng là chiến hồn đại lục tu sĩ không thể đột phá chiến thần cảnh nguyên nhân, nhưng mà, nơi này thần linh chi khí, lại là như thế nồng đậm, thật bất khả tư nghị. Đậm đà như vậy thần linh chi khí, đừng nói sinh ra thạch nhân tộc dạng này thánh linh, chính là sinh ra thần linh cũng không đủ là lạ. Tiêu Phàm áp chế khiếp sợ trong lòng, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, hồn lực bao phủ phương viên mấy trăm trượng khoảng cách, một khi có người tới gần, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Có thể đánh bại huyết ma viên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, cho dù là hắn, nếu như không cần mấy phần át chủ bài, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Hô! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ đi phía trước truyền đến, tốc độ nhanh như bôn lôi, thời gian một hơi thở tựu ra bây giờ Tiêu Phàm phụ cận, Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, một cái nghiêng người tựu ra bây giờ 10 trượng bên ngoài. Phịch một tiếng, mặt đất truyền ra một tiếng vang dội, tựa như thuốc nổ tung đồng dạng, Tiêu Phàm phía trước vị trí, xuất hiện một cái 3-4 trượng lớn nhỏ hố to. Mà ở cái kia trong hố lớn ương, nhưng là chất phát một cái đầu người lớn nhỏ tảng đá, trên tảng đá bên cạnh xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một hòn đá, vậy mà nắm giữ uy lực lớn như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương khủng bố. Giống, lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một tia chớp hướng về phía trước trong sơn cốc phóng đi. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, nhưng mà Tiểu Kim tốc độ thực sự quá nhanh, rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm cũng chỉ đành cùng đi theo, rất nhanh phía trước liền truyền đến một đạo va chạm kịch liệt thanh âm. Làm Tiêu Phàm đuổi tới lúc, nhưng là phát hiện Tiểu Kim đang cùng một bạt tai vật lớn đánh nhau ở cùng một chỗ, Tiểu Kim toàn thân đan xen hỏa diễm, lại có tản ra hàn băng chi khí, khí thế kinh người. Cảm nhận được Tiểu Kim khí thế, Tiêu Phàm nhưng là không có quá mức kinh ngạc, dù sao, Tiểu Kim thế nhưng là liền vậy chiến thánh cảnh đỉnh phong thiên tài đều có thể miểu sát. Chỉ là hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, khối kia lớn chừng bàn tay đồ vật lại có thể là Tiểu Kim đối thủ, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, bằng vào hồn lực Tiêu Phàm còn không cách nào bắt được thân ảnh của đối phương. Bang bang! Từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm tại hư không quanh quẩn, thật lâu không dứt, Tiêu Phàm hồn lực cơ hồ đều chỉ có thể bắt được hai người tàn ảnh. Nhanh, vô cùng đáng sợ nhanh. Cho dù là Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực, đoán chừng tốc độ cũng bất quá như thế, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Tiểu Kim có vẻ như đi tới trước mặt của mình. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tu Vi có thể một mực đuổi kịp hắn, cũng chỉ có Tiểu Kim. Mấy hơi thở xuống, Tiểu Kim cùng cái kia lớn chừng bàn tay cái gì đã giao chiến mấy trăm cái hiệp, có thể tưởng tượng được hai người cường hãn. Hai mắt còn có thể thấy được hảo, nếu như không phải Tiểu Kim đi vào, đoán chừng ta cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm than, còn tốt Tiểu Kim đi theo hắn. Chốc lát, Tiêu Phàm tập trung ý chí, tất nhiên theo không kịp, vậy thì dứt khoát không để ý tới nữa, vật kia mặc dù cường đại, nhưng mà Tiểu Kim cũng không yếu, nó tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hồn của hắn lực đột nhiên rơi vào cách đó không xa, một cái quang mang chớp tránh hang động chỗ. Đậm đà thần linh chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm ngửi một cái, cảm giác muốn phi thăng lên trời một cái giống như. Mà khi hồn của hắn lực hướng về trong huyệt động kia lan tràn mà đi lúc, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. CMN, đây là thần thạch, nhiều như vậy. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được tuôn ra nói tục, thật sự là khó mà ức chế kích động trong lòng. Hồn thạch Tiêu Phàm gặp qua không ít, thậm chí ngay cả cực phẩm hồn thạch hắn đều gặp qua rất nhiều. Nhưng mà, thần thạch hắn vẻn vẹn gặp qua mấy khối. Hắn thấy, chiến hồn đại lục thần thạch hẳn là 10 phần thưa thớt, có một khối là một khối, nhưng bây giờ, hắn vậy mà thấy được một tòa thần thạch núi, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt trốn vào huyệt động kia bên trong, nhìn thấy thần thạch, hắn như thế nào có thể buông tha đâu. Phải biết, đột phá chiến thần cảnh, thế nhưng là nhất thiết phải luyện hóa thần linh chi tức giận. Mặc dù Lầu Ngạo Thiên mượn nhờ Lâu Lan cổ địa sức mạnh phá vỡ cửu khúc ma thần trận, không có sức mạnh chống đỡ ngũ hành phong ấn sớm muộn sẽ biến mất, đến lúc đó cổ tinh đường thần linh chi khí liền có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Nhưng mà,
Ai biết thần linh chi khí lúc nào mới có thể nồng đậm đến có thể đột phá chiến thần cảnh tình cảnh đâu. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm than, Lục Bá Hậu bọn hắn còn tính là có chút lương tâm, cho mình lưu lại điểm vật hữu dụng. Hô, coi như Tiêu Phàm tiến vào trong huyệt động một sát na kia, không chung một đạo thiểm điện đáp xuống, lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Nếu như Lục Bá Hậu bọn hắn biết nơi này có thần thạch, đoán chừng cũng liền nhún nhún vai, bởi vì bọn hắn cũng không biết ở đây lại còn sót lại lấy nhiều như vậy thần thạch. Tiêu Phàm cảm ứng được phía sau phát lạnh, vội vàng lúc, đưa tay chính là một kiếm nghênh đón tiếp lấy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy nắm lấy tu la kiếm tay, hổ khẩu đau nhức. Bang! Hư không đốm lửa bắn tứ tung, nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, tại này cổ sức mạnh phía dưới, Tiêu Phàm nặng nề đâm vào hang động trên vách đá dựng đứng, vách đá vẻn vẹn run rẩy một chút, thế nhưng là không có nứt ra. Tiêu Phàm đứng dậy, hồn lực trong nháy mắt bắt được một thân ảnh, hắn rốt cuộc biết cái kia lớn chừng bàn tay là thứ gì. Huyết ma cũng không có lừa hắn, đây đúng là một khối đá, chỉ là tảng đá lại có hình người, thậm chí ngay cả cái mũi lỗ tai cũng biết tích vẽ ra, hoàn toàn là một cái tảng đá tiểu nhân. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, Chọc Thiên Hồng quả nhiên không có nói sai, gia hỏa này chính là thạch nhân tộc, trời sinh thánh linh. Ê a, đột nhiên, tảng đá tiểu nhân phát ra một tiếng rít thanh âm liền hướng lấy Tiêu Phàm gào thét mà đến, lần này có chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng không sợ. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm ra tay, một vệt sáng tàng nhanh, một cái to lớn móng vuốt hung hăng đập vào tảng đá tiểu nhân phía trên, tảng đá tiểu nhân ở hang động trong vách đá điên cuồng đụng chạm, phát ra trận trận ù ù thanh âm. Rất rõ ràng, vừa mới xuất thủ chính là kịp thời chạy đến tiểu kim, nó một cái tát trực tiếp đem tảng đá tiểu nhân tát bay. Thời gian một hơi thở, tảng đá tiểu nhân ổn định thân hình, vũ động cái kia có thể sơ sót nắm đấm, tức giận hướng về tiểu kim đánh tới. Cảm nhận được tảng đá tiểu nhân phẫn nộ, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, gia hỏa này như thế nào cảm giác giống một đứa bé tâm tính đâu. Nếu là đổi lại khác hồn thú cùng nhân loại tu sĩ, đoán chừng đã sớm sát khí hừng hực, như thế nào có thể chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là tại đánh những thứ này thần thạch chủ ý. Đối với tảng đá tiểu nhân tới nói, những thứ này thần thạch thế nhưng là bảo bối của hắn, nó còn muốn mượn nhờ những thứ này thần thạch đột phá đâu. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có khả năng bởi vì tảng đá tiểu nhân không nhúc nhích sát ý, liền từ bỏ cái này nhiều thần thạch, vô luận là tiểu thiên địa hay là hắn về sau đột phá chiến thần cảnh, đều cần khổng lồ số lượng thần thạch. Sát na phương hoa. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, xông thẳng hòn đá kia tiểu nhân mà đi, Tiêu Phàm tốc độ cũng không chậm. Tại tảng đá tiểu nhân sắp tới gần tiểu kim lúc, liền một kiếm chạm tại trên người nó. Tảng đá tiểu nhân quanh thân đốm lửa bắn tứ tung, bị một cỗ đại lực hất bay, hướng về bên ngoài hang động bắn nhanh mà đi, nhưng nó cơ thể lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Bị Tiêu Phàm đuổi ra hang động tảng đá tiểu nhân, càng thêm nổi điên, muốn theo Tiêu Phàm liều mạng đồng dạng, bất quá lại bị tiểu kim ngăn tại hang động bên ngoài. Giết một người, cùng cuốn lấy một người phải không một dạng. Tiểu kim tất nhiên khó mà đánh bại tảng đá tiểu nhân, nhưng mà để nó thoát không ra tay đi đối phó Tiêu Phàm, vẫn là rất dễ dàng làm được. Vô luận tảng đá tiểu nhân như thế nào liều mạng, tiểu kim chính là ngăn cản tại cửa vào hang động, không để nó tới gần một chút. Vẫn là một cái ngoan cường tảng đá a. Tiêu Phàm hồn lực bắt được tảng đá tiểu nhân cử động, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại cảm giác tội lỗi, liền tựa như chính mình một người lớn. Đang khi dễ một đứa bé một dạng. Thế giới này vốn chính là tàn nhẫn ha, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, giữa bằng hữu tàn sát lẫn nhau cũng giống như chuyện thường này, đoạt nó một người xa lạ thần thạch lại có cái gì quá không được đây này. Tiêu Phàm nội tâm một lần nói với mình. Nhưng mà, Tiêu Phàm cảm giác mình vẫn như cũ làm không được như thế tâm ngoan, có lẽ là bởi vì tư tưởng của hắn cuối cùng thế giới này người có chút không giống. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, Tiêu Phàm mới có thành tựu bây giờ. Tiểu kim, dừng tay. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn, tiểu kim nghe vậy, một móng vuốt đánh bay tảng đá tiểu nhân, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Tảng đá tiểu nhân tức giận lần nữa nhào tới, lại bị Tiêu Phàm thân ảnh hét lại, ngươi nếu lại tiến lên một bước, nơi này thần thạch, ngươi một khối cũng đừng nghĩ muốn. Tiêu Phàm cũng không để ý tảng đá tiểu nhân có thể hay không nghe hiểu được lời của hắn, nhưng sự thật chứng minh, tảng đá tiểu nhân vẫn là nghe hiểu, bằng không nó cũng sẽ không ngừng thân hình. Nhìn thấy tảng đá tiểu nhân ngừng cước bộ, Tiêu Phàm trên mặt cũng nở một nụ cười, nói, những thứ này thần thạch, ta chỉ cần một nửa như thế nào. Nghe vậy, tảng đá tiểu nhân vũ động nắm đấm, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm,
Nó đột nhiên mở ra nó cái kia đóng chặt miệng, đảo, thạch, tảng đá, cũng là của ta. Ngươi biết nói chuyện, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, tảng đá kia tiểu nhân thật đúng là vượt qua hắn bất ngờ, mặc dù mồm miệng mơ hồ, nhưng nó quả thật có thể ngôn ngữ. Tự nhiên, tảng đá tiểu nhân cao ngạo giơ lên đầu. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, chính mình cư nhiên bị một cái tảng đá khinh bỉ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tại dài dòng trong lịch sử, thạch nhân tộc vẫn luôn đang hấp thu thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí trưởng thành, trong quá trình này bọn chúng kỳ thực đã sớm sinh ra linh trí. Nếu như bên cạnh thường xuyên có nhân loại, dần dà, bọn chúng tự nhiên có thể học tập ngôn ngữ của nhân loại, điều này cũng không có gì quá mức ly kỳ. Chỉ là tảng đá tiểu nhân cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện, cho nên ngay từ đầu có chút mất tự nhiên. Tất nhiên có thể nghe hiểu ta nói chuyện, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, đạo, đệ nhất, những thứ này thần thạch không phải ngươi, mà là ta. Là của ta, bởi vì quá mức phẫn nộ, tảng đá tiểu nhân vậy mà không còn lắp bắp. Mảnh không gian này bí cảnh cũng là ta, không nói những thứ này thần thạch là của ta, chính là ngươi, cũng là của ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lúc này, hắn nhất thiết phải cường thế. Tiêu Phàm cũng không nói dối, mảnh không gian này bí cảnh cũng là hắn, huống chi những thứ này thần thạch đâu. Nếu như không phải là bởi vì tảng đá tiểu nhân thực lực, Tiêu Phàm nhất lúc hồi lâu trị không được nó, cũng chỉ sợ chọc giận nó làm ra chuyện khác người gì tới, cho nên Tiêu Phàm không muốn cùng nó cứng đối cứng. Không cho tảng đá tiểu nhân cơ hội phản bác, Tiêu Phàm tiếp tục nói, đệ nhị, coi như ngươi không phải của ta, ngươi thôn phệ ta đây không gian bí cảnh thần linh chi khí, cùng với thần thạch mới sinh ra linh trí, vô số năm tháng đến nay, ngươi không biết thôn phệ bao nhiêu, ta cũng không cần ngươi toàn bộ trả lại cho ta, nhưng mà, mấy trăm ước thần thạch vẫn là phải trả. Mấy chục tỷ, tảng đá tiểu nhân trận to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền nó đều khó có thể tưởng tượng mấy trăm ước thần thạch là bao nhiêu. Nhìn thấy tảng đá tiểu nhân thần sắc, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, xem ra tảng đá kia tiểu nhân ngoại trừ tâm tính cùng tiểu hài không sai biệt lắm bên ngoài, trí tuệ của nó vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không tệ, chính là mấy chục tỷ, hơn nữa ta vẫn cho ngươi đánh một cái giảm đi, bằng không, ít nhất phải hơn ngàn ức, chính ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sinh ra linh trí đến nay, thôn phệ bao nhiêu thần linh chi khí. Tiêu Phàm hết sức nghiêm túc gật đầu nói, không giống nhau một chút nào bộ dáng đùa giỡn. Ta, tảng đá tiểu nhân nhất thời không phản bác được, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Ta nói đúng đúng không? Tiêu Phàm sấn nhiệt đả thiết nói, hắn bây giờ khi dễ chính là mau phai cái kia đơn thuần tâm tính, xem có thể hay không thừa cơ lừa gạt nó. Bất quá Tiêu Phàm tâm bên trong nhưng là đang hộc máu, khó trách thạch nhân tộc nghịch thiên như vậy, một tên người đá sinh ra, lại muốn thôn phệ hơn ngàn ước thần thạch, hắn đây choáng nha cũng quá kinh khủng. Hắn còn nhớ rõ Hề lão đã nói với hắn, Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh, mới chuẩn bị mười mấy khối thần thạch, so với cái này hơn ngàn ước, đây chính là trên trăm ước lần chênh lệch a. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thạch nhân tộc mà thôi, những cái kia so thạch nhân tộc càng thêm nghịch thiên chủng tộc đâu. Tiêu Phàm không muốn tiếp tục nghĩ, hồn lực một mực tập trung vào tảng đá tiểu nhân, hắn phát hiện, tảng đá tiểu nhân đã trải qua có chút xuẩn dục động. Như vậy đi, người ta đã tới một cái hiệp nghị như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nơi này thần thạch ta tiến đưa 1/3 cho ngươi, mặt khác, ngươi trước đó thiếu nợ ta mấy trăm ước thần thạch, từ từ còn. Tiêu Phàm lại nói, bị Tiêu Phàm kiểu nói này, tảng đá tiểu nhân giống như một cái sai làm việc hài tử, nhìn về phía Tiêu Phàm đạo thỏa thuận gì. Ngươi đi theo bên cạnh ta, nếu như ta có cần ngươi giúp một tay chỗ, ngươi liền không thể cự tuyệt, kỳ hạn chính là 100 năm, 100 năm sau đó, cái kia mấy trăm ước thần thạch không muốn ngươi trả, ngươi cũng có thể tùy tiện rời đi, cuộc mua bán này có phải hay không rất có lời. Tiêu Phàm cười cười nói. Tảng đá tiểu nhân hơi hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta còn có một điều kiện. Tảng đá tiểu nhân càng nói càng thông thuận, hoàn toàn không còn cà lăm. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Nói, Tiêu Phàm tâm bên trong vui mừng, bất quá ngoài mặt vẫn là cưỡng ép giữ vững bình tĩnh. Bên cạnh nhiều hơn một cái mao phai, đây chính là nhiều hơn một đại trợ lực a, Tiêu Phàm tâm bên trong có loại cảm giác, cùng chiến thần điện một trận chiến sẽ không quá lâu, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Tu La điện nội tình cùng chiến thần điện so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, chủ yếu hơn chính là chiến thần điện còn không phải chiến thần điện cuối cùng địch nhân. Về sau nhận được kỳ dị tảng đá về ta, tảng đá tiểu nhân nói,
Thành giao, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Thành giao, Tảng Đá tiểu nhân cũng cười cười, cười sau Tiêu Phàm càng thêm rực rỡ. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng lại, trong lòng thầm mắng đạo trắng nha, hắn sẽ không là cố ý để cho ta lừa dối à, nếu thật là dạng này, nó bộ dáng trước đây cũng là giả vờ, chẳng phải là nó đang lừa dối ta. Mặc kệ ai lừa gạt ai, ngược lại chỉ cần tại một đầu trên chiến thuyền, như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm tập trung ý chí, bất quá trong lòng lại cho mình một lời nhắc nhở. Tảng đá kia tiểu nhân tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới trước đây thấy sở phiền trước đây cũng không chính là như thế một cách tinh quái sao. Không biết sở phiền cùng tiểu ma nữ bây giờ như thế nào? Tiêu Phàm tâm bên trong nghĩ thầm. Cũng liền ở thời điểm này, chiến hồn đại lục, một chỗ tiên vụ lượn quanh bên trên cái đảo, tỏa ra sáng chói hà mang, chung quanh đảo tụ tập không thiếu thân ảnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo trung ương nhất. Hảo thuần khiết linh hồn chi lực, huyến ngấn lần trước mang về nữ tử kia rốt cuộc là ai, cho dù là ta hồn tộc tiên tổ, cũng không có như thế thuần chính linh hồn chi lực a. Cùng tiên tổ so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, hắn hiện tại tối đa chỉ là chiến thánh đỉnh phong, chỉ cần không có đột phá chiến thần, linh hồn chi lực không có khả năng hoàn toàn không có tạp chất. Không tệ, ta hồn tộc vốn là trời sinh thần tu, linh hồn chi lực là có thể không ngừng rèn luyện, bây giờ đừng cố quá tổ, không có nghĩa là nàng về sau không thể. Đoán chừng liền huyễn ngấn tỷ linh hồn thuần khiết độ, cũng không có nàng cao a. Ta hồn tộc lại muốn quật khởi, có lẽ, có thể tái hiện vạn năm trước huy hoàng. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, chỉ sợ đã quấy rầy một ít người, phần lớn người trong mắt đều là vẻ chờ mong. Tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong cái đảo ương hà mang chậm rãi phai nhạt xuống, cuối cùng trở nên cực kỳ bình tĩnh, đám người lần nữa trở nên ồn ào đứng lên. Yên lặng, đúng lúc này, thiên khung một giọng già nua vang lên, xôi chào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ lấy âm thanh kia tiếp tục vang lên. Trải qua tất cả trưởng lão nhất trí quyết định, từ hôm nay, Diệp Thi Vũ vì ta hồn tộc công chúa, đời tiếp theo hồn tộc tộc trưởng. Thanh âm già nua lần nữa quanh quẩn tại hư không. Cái gì, hồn tộc công chúa? Nàng mới đến ta hồn tộc không đến thời gian 2 năm, làm sao có thể nhường hắn đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng? Ta hồn tộc tộc trưởng, há có thể như trò đùa của trẻ con? Đám người lập tức nổ lên, giống như sôi trào nước sôi, cũng khó trách bọn hắn bình tĩnh như vậy. Hồn tộc đã rất nhiều năm không có hồn tộc công chúa, lại càng không cần phải nói tộc trưởng người thừa kế. Một cái vừa mới gia nhập vào hồn tộc chỉ có không đến thời gian 2 năm nhân liền trở thành hồn tộc tộc trưởng người thừa kế, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin phục. Bất quá cũng có người trầm mặc không nói, bọn hắn rất rõ ràng vừa rồi lên tiếng là người phương nào, đây chính là hồn tộc đại trưởng lão, toàn bộ hồn tộc quyền uy cao nhất người. Hơn nữa, đại trưởng lão một câu kia tất cả trưởng lão nhất trí quyết định, càng làm cho bọn hắn bất lực phản bác, muốn nhường tất cả trưởng lão toàn bộ ý kiến thống nhất, gian nan đến mức nào, bọn hắn không phải không biết. Nhưng cũng chính là như thế, bọn hắn mới biết được, quyết định này không có ai có thể phản bác, cho dù là bọn họ đều không đồng ý. Tất cả trưởng lão quyết định như vậy, khẳng định có lý do của chính bọn họ, hơn nữa nhất định là vì toàn bộ hồn tộc quyết định. Hòn đảo chính giữa nhất trong một tòa cung điện, hai bên hết thảy ngồi 10 đạo bóng người, có nam có nữ, bất quá đại bộ phận cũng là lão nhân. Mà ở trong đại điện, nhưng là đứng 4 đạo nhân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra hai người, đó chính là Diệp Thi Vũ cùng Trầm Huyễn Ngấn. Các vị trưởng lão, Thi Vũ có tài đức gì trở thành hồn tộc công chúa, Huyễn Ngấn tỷ so với ta càng thích hợp hơn mới đúng. Diệp Thi Vũ có chút thấp thỏm. Nàng cái này thấp thỏm tuyệt không là làm ra, đi tới hồn tộc sau đó, Diệp Thi Vũ đối với hồn tộc quá khứ cũng có một cái toàn diện hiểu rõ. Có thể trở thành hồn tộc người thừa kế người, chắc có không thiếu mới đúng, lại như thế nào cũng không tới phiên nàng Diệp Thi Vũ. Trầm Huyễn Ngấn há miệng muốn nói, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn nén trở về. Thi Vũ, chuyện này không cần nói nhiều, ta hồn tộc đã nhiều năm không có công chúa và tộc trưởng, lão tộc trưởng hồn du thiên địa, không biết tung tích, chúng ta tự nhiên có quyền lực này tới quyết định, hơn nữa, tại chỗ trưởng lão cũng không có phản đối, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là hồn tộc công chúa. Ngồi ở đại điện bên trái một cái lão ẩu mở miệng nói. Lão ẩu chống gậy, mặc nát hoa trường bào, nhìn qua tinh thần sáng rực, nàng chính là hồn tộc đại tộc trưởng, cùng với đại trưởng lão anh bà mẹ chồng. Anh bà mẹ chồng, Diệp Thi Vũ còn muốn nói điều gì? Thi Vũ a, ngươi cũng không cần từ chối,
Đây chính là lớn lao vinh dự, ngươi nhất định phải cho hồn tộc những người khác lập cái tấm gương. Không tệ, chúng ta trưởng lão nhất trí đồng ý ngươi trở thành hồn tộc công chúa, tộc trưởng người nối nghiệp, trừ phi tộc trưởng trở về, bằng không không có người nào dám chất vấn thân phận của ngươi cùng địa vị. Từ giờ trở đi, cái ghế kia liền từ Thi Vũ ngươi tới ngồi, chỉ có ngươi mới có hy vọng có thể thống lĩnh ta hồn tộc đi về phía huy hoàng. Không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, các đại trưởng lão chỉ ngươi một lời ta một lời, đem Diệp Thi Vũ trong nháy mắt nâng đến trên trời. Thỉnh công chúa thượng tỏa. Đột nhiên, thập đại trưởng lão chợt đứng dậy, hướng về Diệp Thi Vũ cung kính bái nói. Ta, tiểu ma nữ nhất thời có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hướng Trầm Huyễn ngấn quang tới một cái ánh mắt cầu cứu. Thi Vũ, các vị trưởng lão nói không sai, huyết mạch của ngươi chi lực có thể so với ta hồn tộc tiên tổ, chỉ có ngươi có thể đủ mang theo ta hồn tộc đi về phía huy hoàng. Trầm Huyễn ngấn thở sâu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái kia Thi Vũ liền miễn cưỡng đảm nhiệm này đại vị, chờ có càng thích hợp hơn nhân, lại để cho cấp. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái này hồn tộc công chúa thân phận. Sau đó chậm rãi hướng về đại điện chính giữa nhất bảo tọa đi đến, nàng lại không phát hiện, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy khinh bỉ, nụ cười kia, cũng mười phần hư giả. Chốc lát, tiểu ma nữ rốt cục vẫn là tại nơi trên bảo tọa ngồi xuống, chỉ là ngồi xuống một khắc này, trong nội tâm nàng mười phần bất an. Công chúa, tiểu ma nữ vừa mới ngồi xuống, cái mông đều không ngồi ấm chỗ, anh bà mẹ chồng liền mở miệng nói, tộc trưởng hồn du thiên ngoại, ta hồn tộc cần công chúa chủ trì đại sự. Anh bà, ngài có chuyện gì? Tiểu ma nữ cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là bây giờ, đã không dung nàng hối hận. Ngày gần đây, ta hồn tộc tiên tổ mộ địa hàng đêm bất an, chúng ta ngày nhớ đêm mong lấy tiến vào tiên tổ mộ địa điều tra chuyện gì, nhưng ta chờ đồng thời linh hồn chi lực không đủ thuần túy, chỉ có ta hồn tộc công chúa có thể tiến vào, cho nên. Anh bà mẹ chồng nói một chút, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhìn không được chảy ra, rút tiếng nói, chúng ta hậu bối vô năng a, liền đời trước hồn cũng không thể để cho nghỉ ngơi. Đại trưởng lão, cái này không quan của ngài sự tình, này cũng trách chúng ta, linh hồn chi lực không đủ thuần khiết, bằng không nhất định có thể tiến vào trấn an tiên tổ chi hồn. Đúng vậy a, đáng tiếc đạo kia hồn giới, chúng ta căn bản gây khó dễ, ai, chúng ta vô năng a. Ta hồn tộc xuống dốc không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả tổ tiên hồn đều không được an bình. Các trưởng lão khác ngươi một lời ta một lời, mỗi người đều lộ ra bi thương chi sắc. Trầm Huyễn ngấn bên cạnh một nam một nữ, cũng giống như thế. Đại điện bên trong, ngoại trừ Trầm Huyễn ngấn bên ngoài, những người khác đều có chút nóng nước mắt doanh tròng. Trầm Huyễn ngấn nhìn xem trên bảo tòa tiểu ma nữ, thầm nghĩ trong lòng, Thi Vũ, người có thể tuyệt đối không nên đáp ứng a. Nếu không thì ta đi thử xem. Trầm Huyễn ngấn trong lòng lời nói không rơi, tiểu ma nữ yếu yếu mở miệng nói, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy những người này vì tổ tiên chi hồn khó chịu. Nghe được tiểu ma nữ mà nói, đại trưởng lão trên mặt bọn họ bi thương chi sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mừng rỡ. Công chúa đại nghĩa, đám người cung kính cúi đầu đảo. Trầm Huyễn ngấn sắc mặt một hồi khó coi, trong quần nắm đấm nắm chặt, nói thầm, Thi Vũ, là ta hại ngươi. Không được, ta không có thể để ngươi xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm Tiêu Phàm, đại trưởng lão bọn hắn sẽ không cho Tu La điện chủ mặt mũi. Trầm Huyễn ngấn âm thầm cắn răng nói. Nàng biết. Nếu như Tiêu Phàm biết chuyện này, lấy nàng đối với Tu La Điện Chủ hiểu rõ, toàn bộ hồn tộc đoán chừng đều phải chôn cùng, chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho phát sinh. Tiểu ma nữ bình thường mặc dù cổ linh tinh quái, nhưng mà nội tâm của nàng nhưng là cực kỳ hiền lành, làm sao biết những người này kỳ thực là không có hảo ý. Huyễn ngấn, người mang theo công chúa đi Đông Cung, nhất định không thể chậm trễ công chúa. Rất lâu, đại trưởng anh bà mẹ chồng vui vẻ ra mặt nói, cả người tựa như trẻ mấy chục tuổi. Đúng vậy a, Huyễn ngấn, về sau ngươi cũng không thể hô to công chúa tên. Chính là, các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tiểu ma nữ tràn đầy nụ cười, tựa như tiểu ma nữ cho bọn hắn giải quyết một cái phiền toái rất lớn một dạng. Là, Trầm Huyễn ngấn cung kính hẳn là, thần sắc hết sức phức tạp, bất quá vẻn vẹn một sát na liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, một đám trưởng lão tất cả đều đứng lên cung tiễn tiểu ma nữ rời đi cung điện, chẳng qua là khi tiểu ma nữ cùng Trầm Huyễn ngấn sau khi bọn hắn rời đi, một đám trưởng lão nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại lộ ra một vòng lãnh ý, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng. Greyat sự tình xem như giải quyết, đoạn thời gian này, đại gia bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được,
nhất định muốn đem Diệp Thi Vũ khi thật sự công chúa đối đãi. Đại trưởng lão anh bà mẹ chồng thần sắc nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, công chúa nói thế nào cũng là vì ta hồn tộc hy sinh, chúng ta làm sao có thể không tôn kính nàng đâu. Một cái lão đầu mở miệng nói, trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, nếu để cho hồn tộc tộc nhân khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bình thường những trưởng lão này giữa lẫn nhau thế nhưng là đối đầu gay gắt a, hôm nay đi như thế nào đến rồi cùng một cái trên chiến tuyến nữa nha. Ai, kể từ tộc trưởng mang theo mấy vị tộc lão rời đi về sau, ta hồn tộc là ngày càng lụn bại a, cái này hàng trăm hàng ngàn năm qua vậy mà không có người nào đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Đại trưởng lão thán thở ra một hơi. Các trưởng lão khác cũng cúi đầu, bọn hắn tự nhiên biết đại trưởng lão trong miệng cảnh giới trong truyền thuyết là cái gì, dĩ nhiên chính là chiến thần cảnh. Vấn đề này bọn hắn cũng nghĩ không hiểu, phải biết, hồn tộc thế nhưng là danh xưng trời sinh thần tộc a, vậy mà hơn ngàn năm thời gian không có sinh ra chiến thần cảnh. Thiếu khuyết chiến thần cảnh chủng tộc, lại có cái gì tư cách xưng là thần tộc đâu. Đại gia tản đi, cửu trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt công chúa, đừng ra bất luận cái gì nhầm lẫn. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói. Tộc trưởng không có ở, nàng không chỉ là hồn tộc đại trưởng lão, vẫn là hồn tộc đại tộc trưởng, hồn tộc lấy nàng hơi lớn. Đương nhiên, bây giờ có hồn tộc công chúa, đó cũng không giống nhau. Yên tâm đi, đại trưởng lão, chúng ta nhất định thật tốt trông nom công chúa điện hạ. Trong đó hai bà lão tâm lĩnh thần hồi cười nói. Các nàng chỗ nào là đi trông nom tiểu ma nữ, căn bản chính là giám thị, không để tiểu ma nữ chạy trốn, chỉ là các nàng không dám trắng trợn nói ra mà thôi. Lại nói Trầm Huyễn Ngấn mang theo tiểu ma nữ rời đi, xuyên qua từng tòa dãy cung điện, cuối cùng đi tới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt, ngoài trừ tộc trưởng chỗ ở cung điện, tự lấy tòa cung điện này là dễ thấy nhất. Huyễn Ngấn tỷ, ngươi có vẻ giống như dáng vẻ không vui nha, có phải hay không ta trở thành hồn tộc công chúa để cho ngươi không vui nha? Tiểu ma nữ nhìn xem Trầm Huyễn Ngấn nghi hoặc không hiểu đạo. Không phải, Trầm Huyễn Ngấn trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngắm nhìn bốn phía không người sau, hít sâu một cái nói, nơi này chính là Đông Cung, chúng ta đi vào nói. Nói đi, cũng không đợi tiểu ma nữ phản ứng, liền lôi kéo tiểu ma nữ đi vào trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một vệt sáng bao phủ hai người, lo lắng nói Thi Vũ, ngươi không phải đáp ứng các nàng. Ngươi là nói tiến vào hồn tộc Reyes sự tình, tiểu ma nữ cười cười nói, có phải hay không tiến vào cái này mộ địa rất nguy hiểm đâu. Ngươi biết còn đáp ứng các nàng, Trầm Huyễn Ngấn kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, một mặt không hiểu hỏi. Trong nội tâm nàng còn có một câu nói không nói, đó chính là tiến vào hồn tộc mộ địa không chỉ là nguy hiểm, căn bản chính là đi chịu chết, ai đi cũng không thể còn sống trở về. Yên tâm đi, Huyễn Ngấn tỷ, ta sẽ không có chuyện. Tiểu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, tựa như hết thảy đều ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Ngươi là, Trầm Huyễn Ngấn còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác có mấy cô khí tức cường đại đang đến gần, nàng vội vàng triệt hồi hồn lực lồng ánh sáng. Vẹn vẹn một sát na, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, công chúa, còn ở quen thuộc, có cái gì muốn chúng ta giúp ngài. Trầm Huyễn Ngấn đi qua mở ra đại điện chi môn, nhưng là nhìn thấy hai bà lão đứng ở cửa, cười híp mắt nhìn xem Trầm Huyễn Ngấn, ánh mắt bên trong rõ ràng còn có ý tứ gì khác. Công chúa, chúng ta không có quấy giày à. Trong đó một cái tương đối cao so sánh gầy lão ẩu nhìn xem tiểu ma nữ đạo. Nghe vậy, Trầm Huyễn Ngấn trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng vẻ lo lắng, chỉ sợ tiểu ma nữ nói sai. Thất trưởng lão nói quá lời, Huyễn Ngấn tỷ vừa mới đang nói cho ta, trở thành hồn tộc công chúa muốn chú ý một vài thứ, thì Vũ đang tại học tập đâu. Tiểu ma nữ cười nói, cười là động như vậy người. Vậy là tốt rồi, thất trưởng lão ý vị thâm trường nhìn xem Trầm Huyễn Ngấn nói, tựa như đang cảnh cáo nàng. Muốn nói cũng chỉ nói nên nói, không nên nói tốt nhất đừng nói. Huyễn Ngấn tỷ, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi liền đi trước a, ngày khác ta lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tiểu ma nữ bất động thanh sắc nói, tựa như đã xem thấu trong lòng các nàng suy nghĩ. Công chúa, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, vậy ta cáo từ trước. Trầm Huyễn Ngấn hướng về phía đám người hơi hơi thi lễ, sau đó ra khỏi đại điện, biến mất ở ba người trong tầm mắt. Công chúa, chúng ta cũng cáo từ. Quay đầu ta sẽ đem nha hoàn an bài tốt, nhường công chúa ở thoải mái. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng chuẩn bị thối lui. Vậy thì phiền phức hai vị trưởng lão,
Tiểu ma nữ một mực vui vẻ ra mặt, nhìn qua là đơn thuần như vậy. Đợi đến đám người rời đi, tiểu ma nữ đưa tay một hồi, đại điện chi môn đóng lại, nụ cười trên mặt nàng cũng chậm chậm ngưng kết. Thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Ta thế nhưng là tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ trong lòng cười thầm nói, nếu như không phải luôn cảm giác nơi đó có đồ vật gì đang triệu hoán ta, ta như thế nào có thể dễ dàng đáp ứng? Hồn tộc tất cả đại trưởng lão làm sao biết, các nàng là đang diễn trò, có thể tiểu ma nữ sao lại không phải đang diễn trò đâu. Những năm này đã trải qua quá nhiều chuyện, tiểu ma nữ như thế nào ban đầu tiểu nữ hài kia có thể so sánh, ở nơi này thế giới người ăn thịt người, không chừa chút tâm, chết như thế nào cũng không biết. Huống chi, hồn tộc tất cả đại trưởng lão tại hồn tộc địa vị siêu nhiên, bọn hắn lại có ai hồi tâm cam tình nguyện cho mình trên đầu đột nhiên thêm một đạo gông xiềng đâu. Phu quân thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, ta như thế nào có thể kéo cái chân của hắn đâu. Năm đó hồn tộc cùng Tu La Điện là liên minh, về sau cũng đồng dạng lại là liên minh. Tiểu ma nữ thần sắc kiên định nói. Lại nói trầm huyễn ngấn rời đi, trở lại chỗ ở, nàng lập tức trở về đến cung điện của mình, tìm được đang tu luyện Sở Phiền. Sở Phiền bây giờ cũng đại khái có 6-7 tuổi bộ dáng con nít, bất quá vẫn là béo linh lợi. Huyễn ngấn tỷ, ngươi như vậy vội vã tìm ta làm cái gì nha? Sở Phiền nghi hoặc nhìn trầm huyễn ngấn đạo. Sở Phiền, bây giờ lời ta nói với ngươi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Chuyện này liên quan đến ngươi và Thi Vũ an nguy. Trầm huyễn ngấn hết sức chỉnh trọng đạo, sau đó lòng bàn tay đột nhiên nhiều hai khối ngọc phù, thời gian không còn kịp rồi, cái này hai khối ngọc phù, một khối cho ngươi, một khối khác là cho Tiêu Phàm, bây giờ, ta đưa ngươi rời đi. Rời đi, đi nơi nào, như thế nào cùng Tiêu đại ca có liên quan đâu? Sở Phiền kinh ngạc nhìn xem Trầm huyễn ngấn, một chút liền bốc lên liên tiếp nghi vấn. Mình tại hồn tộc êm đẹp, như thế nào đột nhiên muốn rời đi đâu? Thời gian không nhiều lắm, ta đưa ngươi rời đi. Trầm huyễn ngấn đột nhiên biến sắc, lăng không vạch một cái, hư không đột nhiên nứt ra một vết nứt, một cỗ đại lực bọc lấy Sở Phiền, liền hướng về hư không trong cái khe mà đi. Một màn này, nhưng làm Sở Phiền sợ choáng váng, đồng thời, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm, huyễn ngấn có đây không? Thất trưởng lão, Thẩm huyễn ngấn nghe được thanh âm kia, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân thể phía trước, một trường đem Sở Phiền đẩy hướng hư không trong cái khe. Sở Phiền dọa cho phát sợ, vội vàng kêu rên nói, huyễn ngấn tỷ, ta sai rồi, không muốn à. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn tiến vào hư không trong cái khe, một khi gặp gỡ hư vô phong bạo, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhớ kỹ, nhất định tìm được Tiêu Phàm. Thẩm huyễn ngấn một chút cũng không có mềm lòng ý tứ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bây giờ chỉ có Sở Phiền có thể cứu Diệp Thi Vũ. Hơn nữa, thất trường lão tới đây, nhất định là tới uy hiếp nàng, cho nên... đây là nàng duy nhất có thể cứu tiểu ma nữ biện pháp. Trong lúc hô hấp, hư không khe hở tiêu thất, Thẩm huyễn ngấn thở sâu bình phục một chút suy nghĩ, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, đi về phía cửa. Đẩy cửa phòng ra, cửa ra vào đang đứng tại thất trường lão, Thẩm huyễn ngấn khẽ mỉm cười nói, thất trường lão, có chuyện gì sao? Ta lần này tới là có một chút sự tình nói cho ngươi một chút. Thất trường lão cười híp mắt nói, con mắt trong phòng tỉ mỉ quan sát. Vạn thánh dược các chỗ ở không gian bên trong bí cảnh, Tiêu Phàm thông báo Tiêu Linh Nhi bọn hắn một phen, để bọn hắn tiếp tục thu thập linh dược, mà chính hắn lại cùng Tiểu Kim, cùng với tảng đá tiểu nhân nhưng là tiến nhập hang động chỗ sâu. Nơi này thần thạch, Tiêu Phàm chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất thu thập lại, bởi vì vi vạn thánh dược các cũng không ở trên người hắn, vạn nhất sở ra đại trưởng lão luyện hóa vạn thánh dược các, cũng là vô cùng có khả năng tiến vào nơi này. Cho nên... Tiêu Phàm nhường Tiêu Linh Nhi bọn hắn thu thập nơi này linh dược, cũng tận lực thu thập cao cấp, đến nỗi thần dược, đó là càng thêm sẽ không bỏ qua. Tiêu Linh Nhi bọn hắn nơi đó còn có 8 người, lấy năng lực của bọn hắn, thu thập bát phẩm trở lên dược liệu, tối đa cũng chỉ cần 1-2 tháng thời gian. Mà khoảng cách chiến thần điện mở ra truyền tống thông đạo, còn cần hơn 2 tháng thời gian, đối với Tiêu Phàm bọn hắn tới nói, thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Thời gian chậm rãi trôi đi. Chói mắt chính là nửa tháng sau, Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng tảng đá tiểu nhân cuối cùng đem tất cả thần thạch khai quật hoàn tất, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ cuối cùng ra nụ cười sán lạn. Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 1/3 thần thạch cho tảng đá tiểu nhân, có chừng 1 vạn tệ tả hữu, đến nỗi ngoài ra 2/3, Tiêu Phàm thì thu vào hồn giới bên trong. Hắn không có đem thần thạch để vào trong trời đất nhỏ bé, chỉ sợ tiểu thiên địa tự động hấp thu, hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ lấy được thần thạch. Cứ như vậy không còn. Đúng,
Tiểu Thạch Đầu, ngươi tên là gì? Nếu như không có, ta gọi ngươi Tiểu Thạch Đầu. Tiêu Phàm cười cười nói, nhận được hơn 2 vạn khối thần thạch, trong lòng cũng đắc ý. Đừng gọi ta Tiểu Thạch Đầu, ta gọi Thạch Thánh. Tảng đá tiểu nhân một mặt ngạo nghễ đạo, ngoại trừ thân hình so với người tiểu, trong cơ thể cấu tạo cùng người không giống nhau bên ngoài, nó cơ hồ cùng người không có khác địa phương khác nhau. Thất thân, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, quái gì vấn đạo, danh tự này là ai lấy cho ngươi? Đương nhiên là chính ta lấy, mặt khác, ta gọi Thạch Thánh, đá thạch, thánh linh thánh. Tiểu Thạch Đầu Thạch Thánh 10 phần nghiêm túc tài chính. Tốt a, ngược lại ta vẫn gọi ngươi Tiểu Thạch Đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng không muốn luôn mồm gọi nó thất thân, cái này quá quái gì. Tùy ngươi, Thạch Thánh một mặt khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Đi thôi, Tiêu Phàm cười cười, vỗ mông một cái ở dưới tiểu kim sau lưng của, đột nhiên tựa như liền nghĩ tới cái gì vấn đạo, đúng, Tiểu Thạch Đầu, ngươi bảo vệ gốc kia thần dược đâu? Cái gì thần dược, ta như thế nào không biết, Thạch Thánh ánh mắt lấp lóe một chút. Ngươi không nói cũng không cái gọi là, ngược lại khu cổ địa này cũng chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát, đến lúc đó ta cũng sẽ tìm được. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Hắn biết Thạch Thánh chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi, dịch bằng bọn hắn đều thấy được, như thế nào có thể lừa hắn đâu. Hơn nữa, hắn cũng không phải đang nói láo, chờ hắn tu vi đủ để giải khai khu cổ địa này không gian phong ấn, đến lúc đó không gian này bí cảnh là muốn dung nhập tiểu thiên địa. Một khi tiến vào trong trời đất nhỏ bé, Tiêu Phàm có thừa biện pháp nhận được gốc kia thần dược. Khu cổ địa này thật sự sẽ vỡ vụn, Thạch Thánh trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm đạo. Chẳng lẽ ngươi còn nghe ai nói qua sao? Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, nhiều nhất thời gian mấy năm, mảnh không gian này bí cảnh liền sẽ tiêu thất. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, Thạch Thánh khẩu khí, không giống như là hỏi thăm hắn, ngược lại là hướng hắn xác nhận đồng dạng. Ta, Thạch Thánh trong lúc nhất thời ấp úng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng Tiêu Phàm hồn lực nhưng là bắt giữ hết sức rõ ràng, Thạch Thánh rõ ràng là biết gốc kia thần dược. Ta là biết gốc kia thần dược, Thạch Thánh cắn răng nói, hàm răng của nó dị thường sắc bén, tản ra bén nhọn tia sáng, bất quá, ngươi không thể thương tổn nó, cùng lắm thì ta đem những này thần thạch đều cho ngươi. À, này ngược lại là nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này Thạch Thánh cùng gốc kia thánh dược còn có cảm tình không thành. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, có chút thần dược trưởng thành đến cảnh giới nhất định, cũng là sẽ sinh ra linh trí, bất quá quá trình này dài đằng đẵng. Ít nhất trước đây hắn lấy được U Minh Thần Hoa liền không có linh trí. Hơn nữa, sinh ra linh trí quá trình cực kỳ gian khổ, Thạch Thánh thủ hộ tại thần dược bên cạnh, chắc chắn đã sớm nhận biết, cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hai cái trở thành bạn cũng rất bình thường. Không biết cái kia thần dược là cái gì đây? Tiêu Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, bất quá vẫn là gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương nó. Nói thật, Tiêu Phàm bây giờ bắt giữ gốc kia thần dược, cũng không phải vì tới luyện chế đan dược gì, mà là nghĩ cấy ghép đến trong trời đất nhỏ bé, cải thiện tiểu thiên địa linh khí vấn đề. Dù sao, một gốc linh dược thế nhưng là có thể ảnh hưởng một mảnh nhỏ địa vực, hắn tiểu thiên địa chỉ có chừng 1000 trượng phương viên, nếu có một gốc linh dược tiến vào, nhất định sẽ tăng tốc phát triển. Ngươi thề, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền để bằng hữu của ta ở giữa đi theo ngươi. Thạch Thánh vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm. Ta thề... Tiêu Phàm không chút do dự phát lời thề, đạo, hiện tại hài lòng chưa, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cho bằng hữu của ngươi giúp điểm vội vàng. Ta tin tưởng ngươi, Thạch Thánh do dự chốc lát, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên bản năng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía, hậu phương, hắn nhìn là không có nhìn thấy, nhưng mà hồn lực nhưng là bắt được một gốc toàn thân xanh biếc thực vật. Tiêu Phàm hồn lực nhìn chằm chằm vào gốc kia thực vật, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Kinh ngạc nói, một gốc thanh liên. Không đúng, không giống như là liên. Tiêu Phàm đánh giá gốc cây thực vật này, trong lòng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, cái này thực vật rễ cây kiên cường, thô mà đầy đặn, phía dưới một chút thật nhỏ rễ cây lít nha lít nhít, như một gốc mầm cây nhỏ đồng dạng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại biết đây không phải một gốc mầm cây nhỏ, bởi vì cây giống đỉnh có một diệp thanh sắc bồ đoàn, hoàn toàn cùng lá sen giống nhau như đúc. Nếu như gốc cây thực vật này bỏ vào rừng núi cỏ cây ở giữa, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, nhưng quỷ dị là, chính là như vậy một gốc thông thường không thể thông thường hơn nữa thực vật, lại có thể lơ lửng ở trên không, hơn nữa cho người ta một loại tâm linh thư sướng cảm giác, đủ để chứng minh cái này thực vật bất phàm. Không đúng,
Dịch Bằng bọn hắn lại là như thế nào nhận ra nó là một gốc thần dược đâu? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cũng không tin tưởng, chính mình liền Dịch Bằng bọn hắn cũng không bằng. Dịch Bằng bọn hắn đoán chừng là nhìn thấy nó huyền không phi hành, cho nên mới nhận ra nó là một gốc thần dược, dù sao cũng chỉ có thần dược mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Tiêu Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. Hồn của hắn lực không ngừng đảo qua gốc kia thực vật, tâm thần cũng tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, run giọng nói, đây là thanh mộc thần liên. Tiêu Phàm cuối cùng tại tu la truyền thừa bên trong tìm được cùng gốc cây thực vật này tương ứng tên, đó chính là thanh mộc thần liên. Thanh mộc thần liên, thuộc về thần dược trong truyền thuyết, vài vạn năm khó gặp một lần, bất quá tu la truyền thừa bên trong lại có cặn kẽ miêu tả cùng ghi chép. Thanh mộc thần liên, tuyệt phẩm phía trên, có thể tụ long thiên linh khí cùng thần linh chi khí, ngưng kết thành hồn thạch cùng thần thạch, nắm giữ nó có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, hắn hạt sen có thể thanh tâm mắt sáng, giải bách độc. Tiêu Phàm trong miệng nhắc tới thanh mộc thần liên đơn giản tin tức, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở đây sẽ có một tòa nho nhỏ thần thạch tài nguyên khoáng sản, nguyên lai cũng là cái này thanh mộc thần liên công lao. Thậm chí, Tiêu Phàm phỏng đoán, liền thạch thánh gia hỏa này có thể sinh ra, đoán chừng đều cùng thanh mộc thần liên có liên quan. Nếu như đem gốc cây này thanh mộc thần liên di rời vào tiểu thiên địa, lo gì tiểu thiên địa không thể nhanh chóng phát triển mở rộng. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều nhất định muốn đem gốc cây này thanh mộc thần liên lộng vào trong trời đất nhỏ bé. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nuốt nước miếng dáng vẻ, thạch thánh dọa cho phát sợ, vội vàng ngăn ở thanh mộc thần liên trước người. Giống, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, khóe miệng nước bọt chảy ròng, nhìn xem thanh mộc thần liên, hai mắt nó phát sáng, rất rõ ràng, tiểu kim cũng nhìn ra thanh mộc thần liên bất phàm. Nhìn thấy tiểu kim dáng vẻ, thạch thánh càng là dọa cho phát sợ, nếu như Tiêu Phàm cùng tiểu kim hai đại đội tay, hắn cũng không phải đối thủ. Các ngươi không thể không giữ uy tín, thạch thánh phẫn nộ nói, hắn âm thầm không ngừng cho thanh mộc thần liên nháy mắt, để nó nhanh rời đi. Lúc này, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Tiểu kim, dừng tay, Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lách mình ngăn cản tiểu kim đường đi. Nhìn xem thạch thánh đạo, không nghĩ tới bằng hữu của ngươi lại là một gốc thanh mộc thần liên, ta muốn để nó giúp ta một chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bằng hữu có việc, ngươi tùy thời cũng có thể thấy nó, như thế nào? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Thạch thánh rõ ràng không quá tin tưởng Tiêu Phàm, rất có ra tay đánh nhau ý tứ. Ngươi có thể không tin ta sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói câu khó nghe, ta và tiểu kim cầm xuống ngươi không khó à? Chúng ta nhưng còn có phía trước cùng ngươi đại chiến to con đâu. Ta như lừa ngươi, có cần thiết cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy? Thạch thánh nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cũng không có lừa hắn, nếu như Tiêu Phàm bọn hắn nghĩ đối với hắn dùng sức mạnh, hắn cũng không làm gì được Tiêu Phàm cùng tiểu kim. Hảo, cuối cùng, thạch thánh vẫn gật đầu, quay người nhìn về phía thanh mộc thần liên đạo, thanh linh, ta bây giờ không bảo vệ được ngươi, ngươi tạm thời lưu lại bên cạnh bọn họ. Ta sẽ thời khắc bảo hộ ngươi, bọn hắn nếu dám gây bất lợi cho ngươi, ta nhất định cùng bọn hắn liều mạng. Tiêu Phàm khổ tâm nở nụ cười, trong lòng vô cùng kinh ngạc nói, cái này tiểu thạch đầu sẽ không theo một gốc thần dược nói yêu đương a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không cái gì, thạch thánh là thạch nhân tộc, thanh mộc thần liên kỳ thực cũng coi như là một chủng tộc, chỉ là chút chủng tộc đều hết sức hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ thưa thớt mà thôi. Hơn nữa, bọn chúng loại cảm tình này cũng rất thuần khiết túy. Cũng không có tăng thêm những vật khác, cái này cùng nhân tộc cái này phức tạp quần thể không giống nhau. Thanh mộc thần liên thanh linh tựa như nghe hiểu thạch thánh mà nói, khẽ đung đưa lấy, đột nhiên chung quanh lập lòe thanh sắc quang mang, sáng lấp lánh, từng chút, rực rỡ rực rỡ. Tiêu Phàm tâm bên trong hơi hơi ngạc nhiên, cái này thanh mộc thần liên vậy mà thật sự sinh ra linh trí, hơn nữa đã không kém gì bình thường nhân loại tu sĩ. Như vậy đi, các ngươi không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi một chỗ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thạch thánh gật gật đầu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền dẫn tiểu kim, thạch thánh hòa thanh mộc thần liên thanh linh tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tiêu Phàm tiểu thiên địa bên trong. Nơi này thiên địa linh khí cũng quá mỏng manh a. Thạch thánh mười phần khinh thường nhìn xem bốn phía. Ong ong. Nhưng mà, thanh mộc thần liên đột nhiên run lẩy bẩy, tung xuống từng đạo màu xanh hà mang, lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Thanh sắc sóng ánh sáng những nơi đi qua,
thiên địa linh khí đột nhiên trở nên mờ mịt đứng lên. Thanh Linh, ngươi thế nào? Thạch Thánh vội vàng lo lắng hỏi, sau đó tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, quát ầm lên, ngươi đối với Thanh Linh làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Tiêu Phàm nhất khuôn mặt dáng vẻ vô tội, hắn chính xác cái gì cũng không làm, căn bản vốn không biết Thanh Mộc Thần Liên đã xảy ra chuyện gì. Thanh Linh, ngươi không sao chứ? Thạch Thánh kêu to, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, thiếu chút nữa thì muốn điên. Ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nó đây là lấy được chỗ cực tốt. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng là nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa tới gần, chính là Chọc Thiên Hồng. Cảm nhận được Chọc Thiên Hồng khí thế trên người, Thạch Thánh thần sắc biến đổi. Chọc Thiên Hồng, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn cũng không muốn trên lưng mình lừa gạt bêu danh, dù là không muốn Thạch Thánh bọn hắn tại chính mình bên cạnh. Chủ nhân, ngươi nên biết nhân loại các ngươi chiến hồn cùng hồn thú biến dị a, cái này Thanh Mộc Thần Liên cũng tại phát sinh biến dị. Chọc Thiên Hồng nói, nó cái kia vô số trong con ngươi tỏa ra hâm mộ tia sáng. Dị biến, Tiêu Phàm cùng Thạch Thánh hai cái chăm miệng một lời. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, Thanh Mộc Thần Liên đã là tuyệt phẩm phía trên, lại dị biến, lại sẽ biến thành cái gì? Thạch Thánh nhưng là một mặt mờ mịt, căn bản vốn không biết dị biến là vật gì. Đây là tiểu thiên địa khai ít chi sơ, khắp nơi đều là mênh mông hỗn độn, nó như hấp thu sương mù hỗn độn, vô cùng có khả năng biến thành hỗn độn Thanh Liên. Chọc Thiên Hồng trong âm thanh khàn khàn đều là vẻ hâm mộ. Hỗn độn Thanh Liên, có vẻ như bộ dáng rất châu bò. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ đạo, hắn mặc dù không biết hỗn độn Thanh Liên là cái gì, nhưng cảm giác dù sao cũng so Thanh Mộc Thần Liên tốt. Chủ nhân, ngươi đây là từ nơi nào lấy được Thanh Mộc Thần Liên? Nếu như nó dị biến thành công, thiên địa linh khí, không, phải nói là thần linh chi khí nhất định sẽ nồng đậm tới cực điểm, dù là không thành công, đối với tiểu thiên địa này cũng có lợi ích to lớn, liền thương thế của ta đều có thể tăng tốc gấp 5 lần, không bao lâu liền có thể khôi phục lại chiến thần cảnh. Chọc Thiên Hồng lại nói, bất quá lần này nhưng là cho Tiêu Phàm truyền âm. À, còn có chỗ tốt như vậy. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, có những thứ này, ta đây tiểu thiên địa, cũng coi như là kích thước hơi lớn. Thạch Thánh nhìn thấy Thanh Mộc Thần Liên không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Tiêu Phàm tự mình xin lỗi, Tiêu Phàm ngược lại không để ý, hắn ngược lại 10 phần thưởng thức Thạch Thánh trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Phàm thông báo mấy câu, liền dẫn Tiểu Kim rời đi, Thạch Thánh tạm thời lưu lại trong trời đất nhỏ bé. Sau đó, Tiêu Phàm cũng gia nhập không gian bí cảnh linh dược thu thập trong đội ngũ. Nguyên bản yêu cầu một tháng nhiệm vụ, cuối cùng còn sớm mấy ngày hoàn thành. Ca, khu cổ địa này thật đúng là phong phú, lần này, chúng ta hết thảy hái 13.463 gốc linh dược, trong đó bát phẩm linh dược 9.675 gốc, cửu phẩm linh dược 3.788 gốc, thất phẩm trở xuống ta liền không có tính toán, bất quá chỉ bằng vào những linh dược này giá trị, đã vượt qua thần dược các. Tiêu Linh Nhi tổng kết những ngày tháng thành quả, trên mặt lộ ra nụ cười kích động. Những người khác cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, nhiều như vậy bát phẩm linh dược cùng cửu phẩm linh dược, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Tiêu Phàm mỉm cười, đây chính là vạn thánh dược các vạn năm tích lũy, như thế nào sở ra thần dược các có thể so sánh. Thiếu chủ, chúng ta đem những này linh dược hái, cũng quá lãng phí, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng, cũng có thể bồi dưỡng càng nhiều mầm non, cho nên. Đột nhiên, Dịch Bằng hít sâu một cái nói. Dịch Bằng không có tiếp tục nói hết. Hắn biết mình không phải hoài nghi Tiêu Phàm cử động, nhưng mà, hơn 10.000 gốc bát phẩm trở lên linh dược, nếu như cứ như vậy toàn bộ hái, đó cũng quá lãng phí. Cho nên, kế tiếp các ngươi còn có một cái nhiệm vụ. Tiêu Phàm tiếu liễu cười, lại nói hiện tại các ngươi chỉ hoàn thành các ngươi phía trước một nửa nhiệm vụ mà thôi, tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem những này linh dược cấy ghép đi một cái không gian khác bí cảnh. Còn có một cái không gian bí cảnh, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếu mà không nói, hắn tự nhiên sẽ không đem nội thiên địa sự tình nói cho đám người, cho nên cũng chỉ nói là một cái không gian bí cảnh. Dù sao, không gian bí cảnh xung kích tính chất xa xa không có tiểu thiên địa tới đại, hơn nữa, cái này cũng là Tiêu Phàm một bí mật lớn. Ca, ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ, ngươi cứ nói đi, những linh dược này mặc dù dùng sở ra đặc biệt phương pháp giữ tươi, nhưng tốt nhất vẫn là lập tức cấy ghép tại thổ nhưỡng bên trong. Tiêu Linh Nhi thứ nhất đứng ra ủng hộ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lại nói các ngươi bây giờ có một lựa chọn, bây giờ rời đi, ta sẽ cho các ngươi những ngày tháng thù lao, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch,
cùng với 5 cây cửu phẩm linh dược, lựa chọn thứ hai, lưu lại giúp ta xử lý dược viên. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, Tiêu Phàm thủ bút này, cũng không phải lớn như vậy, bọn hắn chỉ bất quá hỗ trợ hái một tháng linh dược mà thôi, vậy mà cho lớn như vậy thù lao. Thiếu chủ, ta lưu lại, Dịch Bằng không chút do dự nói. Kiếm công tử, ta cũng lưu lại, người thứ hai mở miệng nói chuyện chính là Sở Nguyệt, hắn hiện tại cùng Dịch Bằng cùng một chỗ, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị. Tiêu Phàm tiếu liễu cười, nhưng là không nói gì, tâm thần rơi vào Sở gia mặt khác 5 người trên thân, đang chờ quyết định của bọn hắn. 5 người kia ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng mấy người đồng thời mở miệng nói, kiếm công tử, chúng ta đều lưu lại tới. Tương lai, các ngươi sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Tiêu Phàm tiếu liễu cười, đạo, lưu lại, chiến thần cảnh ta không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối để các ngươi trở thành chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng cửu phẩm đỉnh phong Alchemist. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm thật vẫn không dám nói khoác lác, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã có sức mạnh, chính hắn thực lực không tệ bên ngoài, người bên cạnh cũng không ít cao thủ. Chủ yếu nhất là, hắn vừa mới lấy được hơn 2 vạn khối thần thạch, nếu như có thể lĩnh ngộ áo nghĩa mà nói, hẳn là đầy đủ không ít người đột phá chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh, đám người nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, cảnh giới này, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến. Tốt, bây giờ ta đưa các ngươi đi một chỗ. Tiêu Phàm tiếu liễu cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Sở Nguyệt cùng Sở gia mặt khác 5 người đưa vào trong trời đất nhỏ bé. Huyết ma, long mãng, ta cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi mau chóng tu luyện thành công. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, 2 đạo quang mang xuất vào huyết ma viên hỏa long văn thần mãng mi tâm. Huyễn hóa chi thuật, huyết ma hỏa long mãng đều hết sức kinh ngạc, huyết ma trực tiếp kêu lên. Không tệ, các ngươi muốn đi theo ta, chỉ có huyễn hóa thành nhân loại dáng vẻ, bằng không mà nói, nghĩ các ngươi người chết không thiếu. Tiêu Phàm gật gật đầu, kỳ thực, hắn lo lắng hơn bọn hắn cho mình trêu chọc chiến thần điện. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng chiến thần điện giao phong, Tiêu Phàm cũng sẽ không sợ. Nên tới vẫn sẽ tới, chỉ là sớm muộn mà thôi. Là, thiếu chủ, huyết ma hỏa long mãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tiêu Phàm thế nhưng là vì bọn hắn hảo. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng đạo, Dịch Bằng, ngươi bây giờ cũng đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, kế tiếp đi theo huyết ma hỏa long mãng thật tốt tu luyện, cố gắng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ách, là, Dịch Bằng khóe miệng có chút co lại, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thánh cảnh đỉnh phong là đột phá dễ dàng như vậy sao? Bất quá hắn cũng không dám phản bác Tiêu Phàm mà nói. Không muốn như thế không tự tin, người trước đó không phải cũng nói đuổi không kịp Sở tháng sao, cuối cùng không phải là đuổi tới. Tiêu Phàm ý vị thâm trường vỗ vỗ Dịch Bằng bả vai. Thiếu chủ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nghe được Tiêu Phàm mà nói, Dịch Bằng tràn đầy tự tin quát to. Mỗi qua một đoạn thời gian ta sẽ đi vào một chuyến. Tiêu Phàm tiếu liễu cười, để lại một câu nói liền dẫn Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi rời đi không gian bí cảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã là lâu lan cổ địa trong một mảnh rừng núi. Cái này hơn một tháng, Tiêu Phàm cũng coi như là đem Tiểu Thiên Địa cùng Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh sự tình xử lý một lần, hắn bây giờ cần phải làm là tích lũy. Ca, khoảng cách truyền tống thông đạo mở ra còn có hơn một tháng, cái này hơn một tháng chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Linh Nhi con mắt gian rảo chuyển động. Đừng tưởng rằng ca mù, cũng không biết ngươi nghĩ làm cái gì. Tiêu Phàm bĩu môi, đột nhiên khóe miệng cũng hiện lên một vòng tà tà nụ cười, cái này hơn một tháng, đương nhiên sẽ không lãng phí, có thể tiến vào người nơi này, chắc chắn đều có không thiếu tài phú. Chủ ý này hay, Tiêu Linh Nhi chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là tìm chút thời giờ tu luyện bộ công pháp kia. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, hồn biến liễm tức thuật cùng phân cân thắc cốt thủ khẩu quyết in vào Tiêu Linh Nhi trong đầu. Nói đi, Tiêu Phàm cơ thể một hồi nhúc nhích, lập tức đã biến thành kiếm mù lòa dáng vẻ, đồng thời Tiểu Kim cũng biến thành một cái đầu màu trắng sư tử. Công pháp này không tệ, ta nhất định tu luyện thành công. Tiêu Linh Nhi ánh mắt tỏa sáng, tựa như so với nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới còn kích động hơn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, Linh Nhi thật đúng là cùng tiểu ma nữ một dạng A, cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Xuyệt, đột nhiên, Tiêu Phàm lỗ tai chấn động một cái. Cho Tiêu Linh Nhi làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó chỉ phía trước, chốc lát, một thanh âm truyền vào Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi trong tai. Thanh Nhi, ta xem chúng ta hay là trở về đến Sở gia trong đội ngũ A,
Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc nhân vẫn luôn đang đuổi giết chúng ta Sở gia người. Đây là một cái thanh âm của nam nhân, ngữ khí 10 phần thấp thỏm. Trở về, nếu như Tiêu Linh Nhi biết rõ chúng ta bán đứng bọn hắn, chúng ta trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đây là một cái cô gái âm thanh, tương đối kịch liệt. Nghe được thanh âm này, Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt liền biết hai người là ai, hai người không là người khác, chính là trước kia rời đi Tiêu Linh Nhi đội ngũ Sở Viêm cùng Sở Thanh. Lúc đó chúng ta rời đi, lộ ra hành tung của bọn hắn cho Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng chỉ có hai chúng ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, bọn hắn làm sao có thể biết đâu. Sở Viêm lo lắng nói. Hừ, muốn trở về ngươi trở về, ngược lại ta sẽ không trở về, bây giờ Lâu Lan cổ địa thế nhưng là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần lực chi tinh, chỉ cần chúng ta nhận được thần lực chi tinh, cho dù là Sở gia, chúng ta còn cần sợ ai? Sở Thanh lạnh lùng nói. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, Sở Viêm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ, ngươi như trở về, coi như nhận được thần lực chi tinh, cũng sẽ giao cho Sở gia. Huống chi, nàng Tiêu Linh Nhi chỉ là một thuốc nô mà thôi, vậy mà đối với chúng ta yêu ba uống bốn, thật sự cho rằng nàng là ai? Ta liền là không quen nhìn nàng, lần trước Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn không giết chết nàng là nàng vận khí tốt, nếu như ta biết hắn hiện tại hành tung, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết nàng. Nói đến đây, Sở mắt xanh bên trong thoáng qua nồng nặc vẻ ác độc, nàng đối với Tiêu Linh Nhi thật không có quá nhiều cửu hận, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ ghen ghét mà thôi. Sở Thanh, ngươi muốn giết chết ai đây? Sở Viêm còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được thanh âm này, Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Sở Thanh hòa Sở Lửa kinh hãi lúc, bỗng nhiên quay đầu, nhưng là nhìn thấy hai thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới. Hai người đồng thời kêu lên sợ hãi Tiêu Linh Nhi. Kêu lên cái tên này, hai người dọa đến lui về sau mấy bước, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tiêu Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thanh áp chế một cách cưỡng ép sợ hãi trong lòng, nhìn xem Tiêu Linh Nhi đảo. Đến nỗi Tiêu Phàm, nàng ngược lại là cũng không nhìn một cái, bởi vì giờ khắc này Tiêu Linh Nhi đi ở phía trước, tại Sở Thanh trong lòng, Tiêu Phàm chỉ là Tiêu Linh Nhi hạ nhân mà thôi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải hay không còn hy vọng ta chết à? Tiêu Linh Nhi ngữ khí trở nên băng lạnh. Sở Viêm hòa Sở Thanh hai người rời đi, nàng thật không có nói thêm cái gì, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đây là mỗi người quyền lựa chọn, Tiêu Linh Nhi cũng không trách được cái gì. Nhưng mà, nàng lại không thích phản bội, Sở Viêm hòa Sở Thanh thế nhưng là Sở gia người, lại còn cố ý lộ ra hành tung của bọn hắn cho địch nhân, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Tiêu Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch được. Khó trách trước đây Sở Viêm hòa Sở Thanh rời đi, Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt liền truy sát đi lên, nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, có lẽ đã sớm chết. Thậm chí, nếu như không phải gặp được Tiêu Phàm, bọn hắn cũng khó trốn một kiếp. Đại tiểu thư, không phải như thế, chúng ta chỉ là bị buộc. Sở Viêm sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích là Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn đuổi giết chúng ta không có cách nào mới lộ ra hành tung của các ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết. Sở Viêm thật sự sợ hãi, nếu như bị mang lên Sở gia phản đồ mũ, xui xẻo cũng không chỉ hắn, còn có hắn chỗ ở chi mạch, tất cả đều sẽ bị Sở gia xóa tên. Chiếu ngươi ý tứ, các ngươi vừa mới nói cũng là giả rồi. Tiêu Linh Nhi không những không giận mà còn cười đảo, cái này Sở Viêm thật đúng là không phải bình thường vô sỉ, như vậy đều nói được đi ra. Nếu như không phải vừa mới nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Tiêu Linh Nhi có lẽ thật vẫn tin. Bất quá nàng cũng biết, nếu như Sở Viêm hòa Sở Thanh thật sự rơi vào Độc Cô cùng nhau đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay, hai người bọn họ đoán chừng đã sớm thi cốt hoàn toàn không có, còn có thể sống đến bây giờ. Là, không phải, Sở Viêm bởi vì quá mức sợ hãi, đã có chút mồm miệng không rõ. Đến cùng phải hay không, Tiêu Linh Nhi từng bước một hướng về hai người đi đến, vô luận như thế nào, nàng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sở Viêm không tự chủ hướng phía sau thối lui, Sở Thanh lạnh lùng chừng Sở Viêm một mắt, đạo, Sở Viêm, ngươi thật đúng là một cái phế vật, lão nương cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Nàng Sở Linh Nhi tối đa cũng liền chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, hai người chúng ta ngay cả tay có cần thiết sợ nàng sao? Có thể, Sở Viêm vẫn như cũ có chút sợ hãi, bất quá so sánh vừa mới thân thiết rồi rất nhiều. Có thể cái gì có thể, hai chúng ta khoảng cách chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước.
Sở Linh Nhi vừa mới đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, giết nàng dễ như trở bàn tay. Sở Thanh cười lạnh liên tục, trong mắt đều là vẻ ác độc. Sở gia người vẫn là như thế mù quáng vô tri à. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Sở gia có những người này, như thế nào có thể mở rộng đâu. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi một cái hạ nhân tư cách nói chuyện sao? Sở Thanh tức giận quét Tiêu Phàm nhất mắt, đưa tay chính là một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Lan! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, dạng này người, căn bản vốn không đáng giá hắn ra tay, bất quá hắn cũng không định bỏ qua cho bọn hắn. Theo Tiêu Phàm phun ra một chữ này, hư không đột nhiên mãnh liệt rung rung, một đạo thực chất tính âm ba công kích trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng làm sao biết, Tiêu Phàm sẽ như thế cường đại, không kịp lui lại, cánh tay của nàng trực tiếp chấn vỡ, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, nặng nề nện ở trong phế tích. Ngươi là kiếm mù lòa, phía sau Sở Viêm đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Kiếm mù lòa, mới vừa từ trong phế tích bò người lên Sở Thanh nghe được câu này, cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa lại ngược xuống. Nàng tự nhiên nghe nói qua kiếm mù lòa là ai, đây chính là Liền Độc Cô cùng Nhau Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn hù chạy đó a, thậm chí còn có thể từ chiến hoàng thiên thủ phía dưới thong dong thối lui. Thực lực như vậy, như thế nào nàng một cái chiến thánh cảnh trung kỳ người có thể địch nổi? Đừng nói chiến thánh cảnh trung kỳ, coi như nàng là chiến thánh cảnh đỉnh phong lại như thế nào, kiếm mù lòa giết nàng, vẫn không phải là dễ. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ đến kiếm mù lòa đã vậy còn quá nổi danh. Sở Thanh, ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn hắn. Sở Viêm đột nhiên không biết nơi nào tới dũng khí, ngăn tại Sở Thanh bên cạnh. Hảo, Sở Thanh nghe vậy, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Người vô tình, Tiêu Phàm lắc đầu, cái này Sở Viêm coi như có chút lương tâm, có thể Sở Thanh là quá vô tình, hơn nữa 10 phần ác độc, dạng này người, Tiêu Phàm giết nàng cũng cảm thấy ô uế tay của mình. Muốn chạy, gặp được ta coi như các ngươi xui xẻo. Tiêu Linh Nhi nhìn thấy Sở Thanh rời đi, không chút do dự đuổi theo. Nàng phía trước không muốn giết bọn hắn, là bởi vì không có giết bọn hắn lý do, tối đa cũng chính là tham sống sợ chết mà thôi. Nhưng mà kể từ khi biết chính mình hòa Sở ra chúng người bị bọn hắn bán đứng sau đó, Tiêu Linh Nhi đối bọn hắn là sát cơ lộ ra, bởi vì Sở Thanh hòa Sở lừa bán đứng, Sở ra thế nhưng là chết thật nhiều người, cuối cùng chỉ có 8 người sống tiếp được. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Linh Nhi tại chỗ biến mất, hắn đã đoán được Sở Thanh kết cục, sau đó ánh mắt rơi vào Sở Viêm trên thân, xem ở ngươi vừa rồi điểm này dũng khí phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Sở Viêm còn muốn nói điều gì, nhưng mà, một đạo mãnh liệt sóng xung kích thẳng vào trong đầu của hắn, trong nháy mắt đánh tan ý chí của hắn cùng linh hồn. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Linh Nhi từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Sở Viêm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Cũng coi như là thay Sở gia thanh lý môn hộ. Tiêu Linh Nhi nhìn dưới mặt đất thi thể thản nhiên nói, không cần hỏi cũng biết, Sở Thanh kết cục cũng không tốt gì. Buồn cười là, Sở Thanh còn tưởng rằng chính mình cùng Sở Viêm, có thể là Tiêu Linh Nhi đối thủ, nhưng mà chỉ là vừa đối mặt liền bị Tiêu Linh Nhi giải quyết. Đi thôi, dạng này người không có gì đáng giá đáng tiếc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, Tiểu Kim mở rộng bước chân, hướng về nơi xa bay đi, Tiêu Linh Nhi vội vàng đuổi theo. Đối với Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi tới nói, Sở Thanh hòa Sở lửa sự tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau, bọn hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Ca, như thế nào không đi, vừa mới vẻ này sóng gợn mạnh mẽ chính là từ tiền phương truyền tới. Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm đạo. Ta biết, hơn nữa ta còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trong miệng lắp bắp nói chiến thần điện cuối cùng bắt đầu ném xương sao. Xương gì? Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói. Thần lực chi tinh, Tiêu Phàm phun ra mấy chữ. Thần lực chi tinh, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Thần lực chi tinh là cái gì nàng rất rõ ràng, nếu như luyện hóa lời nói, đây chính là có thể đột phá chiến thần cảnh a. Có nhiều thứ, cũng không phải tưởng tượng tốt như vậy. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt hắn, cái kia thần lực chi tinh chỉ là chiến thần điện rớt xương cốt mà thôi. Mục đích đúng là nhường chiến hồn đại lục tu sĩ không ngừng tàn sát lẫn nhau. Mà chiến hồn đại lục người còn vẫn như cũ làm không biết mệt, thật tình không biết chính mình chỉ là một ít người đồ chơi mà thôi, coi như lấy được thần lực chi tinh, cũng không có chúa tể chính mình vận mệnh tư cách. Hô, đột nhiên,
Một vệt sáng từ đằng xa bắn nhanh mà đến, ngay sau đó mà đến, là một cỗ cường đại hồn lực ba động, nhường hư không đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ca, bọn họ đi tới. Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn cái kia một vệt sáng, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cau mày, đạo kia lưu quang bên trong tản ra năng lượng cường đại ba động, phải là không phải bảo bối. Nhưng mà, hậu phương tán phát một cỗ khí tức cường đại, cái này rõ ràng là tu sĩ khác, trong đó không thiếu chiến thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Ca, ta cảm giác đó là đồ tốt, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Linh Nhi hai mắt sáng lên, lách mình liền xông tới. Đừng đi, Tiêu Phàm bắt lấy Tiêu Linh Nhi bả vai, lắc đầu nói. Tiêu Linh Nhi một mặt sa sút tinh thần dáng vẻ, nhìn thấy bảo bối ở trước mắt, cũng không có thể ra sức, cho dù ai cũng không dễ chịu, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia lưu quang, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Linh Nhi cũng cuối cùng thấy rõ đạo kia lưu quang là vật gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là một khỏa thiêu đốt hỏa diễm bảo thạch. Cái này cũng không cái gì a, như thế nào nhường nhiều người như vậy tranh đoạt đâu. Vừa dứt lời, viên kia thiêu đốt lên mà ngọn lửa bảo thạch cũng trong nháy mắt tiến nhập Tiêu Phàm hồn lực bất giữ phạm vi, trên mặt hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngưng thanh đạo thần lực chi tinh. Cái gì, đây chính là thần lực chi tinh? Tiêu Linh Nhi một mặt bất khả tư nghị nhìn xem viên kia hỏa diễm bảo thạch, nàng tự nhiên biết thần lực chi tinh là cái gì, nhưng mà nàng không muốn bỏ qua, không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm đạo ca, đây chính là thần lực chi tinh a, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ? Cũng khó trách Tiêu Linh Nhi như thế chăng cam, viên kia hỏa diễm thuộc tính thần lực chi tinh, đang nhanh chóng hướng về bọn hắn chỗ tới gần, bọn hắn thế nhưng là nắm giữ ưu thế lớn nhất a. Coi như bọn hắn nhận được viên kia thần lực chi tinh, đều có đầy đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, trầm mặc không nói, trong đầu hắn nhưng là hồi tưởng lại Lầu Ngạo Thiên nói với hắn những lời kia. Lầu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, Lâu Lan cổ địa căn bản không có cái gì thần lực chi tinh, dù là xuất hiện thần lực chi tinh, đó cũng chỉ là chiến thần điện ném ra một cây xương cốt mà thôi, mục đích chỉ là vì đám người tự giết lẫn nhau. Thần lực chi tinh tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng Tiêu Phàm càng không muốn người khác xem như một con cờ sai sử, dù là hắn muốn giết người, cũng sẽ không làm chiến thần điện quân cờ. Hơn nữa, chiến thần điện thần lực chi tinh cũng không phải tốt như vậy được, 5.000 năm trước tại Lâu Lan cổ địa nhận được thần lực chi tinh nhân, cuối cùng đều thuộc về kèm chiến thần điện, thần lực này chi tinh bên trong, chắc có chiến thần điện con dấu đặc thù. Nếu như Tiêu Phàm nhận được thần lực này chi tinh, tất nhiên sẽ trở thành chiến thần điện điểm kết thúc, chiếu cố, đối tượng, kết quả này cũng không phải Tiêu Phàm mong muốn. Đi thôi, chốc lát, Tiêu Phàm vẫn là áp chế trong lòng vẻ này dục vọng mãnh liệt, mang theo Tiêu Linh Nhi hướng về một bên tránh đi. Cũng liền tại lúc này, hỏa diễm thuộc tính thần lực chi tinh từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, chốc lát thời gian, liền nhập vào sơn mạch xa xa bên trong. Hồng hộc. Đồng thời, một đạo lợi mang từ phía chân trời bắn nhanh xuống, hướng về Tiêu Phàm chỗ giết tới đây, vừa mới chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm, vội vàng mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim hướng về một bên tránh đi. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng mà linh giác nhưng là nhạy cảm hơn, trong một chớp mắt, Tiêu Phàm bọn hắn phía trước vị trí, oanh một tiếng nổ tung, bốn phía đất đá bắn ra bốn phía, bụi trần lăn lộn. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm không trung, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Ai, Tiêu Linh Nhi cũng là tức giận ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, nơi đó, nhưng là có mấy đạo thân ảnh đứng sững ở cái kia, đang lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hồn lực từ nơi này một số người trên thân đảo qua, trước tiên nhận ra trong đó mấy người, chính là trước đây không lâu hắn từng đắc tội Độc Cô Tương Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Còn có một người, nhưng là nhường Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, đó chính là Lạc Long Vũ Rơi, trước đây cùng họ Tư Không Vũ tiến đánh Đại Ly Đế Quốc, họ Tư Không Vũ chết ở Đại Ly Đế Quốc, mà Lạc Long Vũ Rơi nhưng là không biết tung tích. Tiêu Phàm không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở đây, hơn nữa khí thế trên người so sánh trước đây cường đại hơn nhiều lắm. Đoán chừng khoảng cách chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Trừ cái này ba người bên ngoài, còn có một người tán phát khí thế nhường Tiêu Phàm coi trọng một chút, đó là một người mặc áo bào tím thanh niên, dáng người cao, tóc đen áo choàng, thần sắc cao ngạo, cặp kia bén con mắt tựa như mọc ở trên đầu đồng dạng, hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Độc Cô Tương Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, này liền đánh bại kiếm của các ngươi mù lòa. Thanh niên áo bào tím mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi,
Vậy mà đánh bại thập đại cấp độ yêu nghiệt cường giả, cũng quá bất khả tư nghị. Tại thanh niên áo bào tím xem ra, cũng không phải Tiêu Phàm quá mạnh, mà là Độc Cô Tương Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt quá yếu mà thôi. Độc Cô Tương Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt hai người âm trầm, những ngày qua, bọn hắn chiến bại sự tình đã truyền khắp Lâu Lan cổ địa, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa, hai người bọn họ chuyện xấu đoán chừng sẽ vang vọng chiến hồn đại lục. Đây đối với hai người tôi nói, là tuyệt đối không dung tiếp nhận, cho nên vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, liền trực tiếp ra tay công sát đánh giết Tiêu Phàm. Dù là hai người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, muốn trừ bỏ ô danh, nhất thiết phải giết Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Hiếu, ngươi như cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi có thể lên A. Độc Cô Tương Đình cười lạnh nhìn xem thanh niên áo bào tím, chúng ta là bại, đó là bởi vì ngươi Hoàng Phủ Thiên Hiếu không có cùng kiếm mù lòa khai chiến mà thôi. Ngươi nếu thật cùng hắn đánh nhau, đoán chừng so với chúng ta còn chưa lấy được kham. Độc Cô Tương Đình có thể ước gì kéo thanh niên áo bào tím Hoàng Phủ Thiên Hiếu xuống nước, dù sao, Hoàng Phủ Thiên Hiếu dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, nếu là bọn họ ba người liên thủ, giết chết Tiêu Phàm khả năng lớn hơn. Ngươi không cần khích tướng ta, giết hắn một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nơi nào có tất yếu tự mình động thủ. Hoàng Phủ Thiên Hiếu khịt mũi coi thường, sau đó chỉ vào bên cạnh một cái hắc bào nam tử đạo, ngươi, đi giết hắn. Hoàng Phủ Thiên Hiếu mặc dù không mảnh Tiêu Phàm thực lực, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận là hơn, nhường một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn thấy, đã đủ để thăm dò ra Tiêu Phàm lằn danh. Là, thiếu chủ, hắc bào nam tử nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, trong mắt hơi có chút vẻ kiêng dè, bất quá vẫn là không dám vi phạm Hoàng Phủ Thiên Hiếu mệnh lệnh. Hắc bào nam tử lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn không trung, gọi không đánh, một cước hung hăng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn dẫm đạp xuống. Tiêu Phàm thần sắc mười phần lạnh lùng, lặng lặng đứng ở đó, tựa như căn bản không nhìn thấy hắc bào nam tử đánh tới đồng dạng, Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim cũng là bình tĩnh lạ thường. Độc Cô Tương Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây chính là các ngươi đánh bại các ngươi siêu cấp thiên tài. Trên không trung, Hoàng Phủ Thiên Hiếu nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bất vi sở động, lập tức khinh thường cười ha hả. Một cái tại chiến thánh cảnh hậu kỳ trước mặt liền cơ hội phản kháng cũng không có người, cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu đâu. Cái gì kiếm mù lòa, hiếu danh vô thực mà thôi. Hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, nhìn thấy một cước sắp tới gần Tiêu Phàm lúc, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sát na phương hoa. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo hờ hững âm thanh vang lên, ngay sau đó, một đạo màu trắng lưu quang từ Tiêu Phàm chỗ phóng lên trời, chỉ là một sát na nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Cho là ta là dọa lớn sao, chết đi, thanh niên áo bào đen mười phần khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp kêu lên một tiếng, cái kia hồn lực bản chân khổng lồ cũng trong nháy mắt tiêu thất. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, dù là Độc Cô Tương Đình bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thật không ngờ cường đại. Ngươi dám giết ta Hoàng Phủ gia tộc nhân, Hoàng Phủ Thiên Hiếu lấy lại tinh thần, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm đạo, tiểu tử này vậy mà không cần suy nghĩ liền giết hắn Hoàng Phủ gia tộc nhân, thật đúng là thật to gan. Giết người cần gì phải nghĩ lại, Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm đáp lại một tiếng. Hết tập 89.